giờ em muốn Yeah, cầm mình siêu sẽ không? vứt một mình máu ra để mình đem cái đó. Ok. Mà Nhìn cái này nó là nó siêu nó hay nó là nó một nó con nó quy mình? nó Cầm đâu siêu mà mà phải phải ngồi đưa thôi ra chứ đứng phải làm mình gì chọn. vậy à? Có bao giờ bắn vô giò đâu. Kệ ai làm engineer kìa. Engineer cầm siêu là hợp Năm á. mươi mốt cho Siêu một cầm con cái chắc. thôi thôi rồi. Thôi 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 thôi. Sao con năm mốt cho Con một nào? quỳ? Ui, Con năm mày mốt là cho mày một. là Con năm mốt năm mốt cho một. mày là bốn mốt, bốn mày mốt chi đây nó vậy? Quỳ Bốn là cho quỳ. bốn mốt Hay sai rồi. mới chết Mắc Năm mốt giờ cho một giờ đứa chết chưa thấy rồi. du lấy cỡ bốn năm Quyền này. khối Quyền nhớ có đi. mốt quá. Bốn năm Đêm mình khối đi. đang dư Nhớ người cái kìa. hàng này có gì mày chi cho Đêm vô mình tao đang vô dư tao người cho này sáng đâu năm Quyền. quả. Đưa đi ốp nhớ Ok. nhà. Đêm mình đang dư người kìa. Quăng ra đi. Đi tao ra cái team Robo kìa. Upper team kìa. Upper Nhanh kìa. đi tự nhiên upper không vô bùi không bùi không bùi. Sao ấy gọn. Tự nhiên rồi. Sao? Khiên thì ngon mà. Thật có sự đi vô Cái này giống Ủa vô có Captain tạo America rep mới vậy. vậy? Tôi vô có tạo tạo Mày rep thích mới nghe không? Trong tiền ngầu luôn quá luôn. Cái này thật là luôn. kiểu một mình để chống lại cả thế Mày ở giới. đây, mày đeo rảnh tay trong này đó. Anh đừng tay trong đừng tay nha. có đừng đừng có bắn vô cái lỗ. Đây không bắn trong bay nha. Cái lỗ này nó không có bắn ở trong đây. Đừng bắn nha. Cái lỗ này chết đấy, vô chết là chuối à. Hai phần. Bùi à. Má không bùi tao vậy. Đèo suppressor à. Quá nha bùi. Điều điện ảnh sát đài. Mi ăn tắp nó bị mà. Này lấy đồ xong mình quay lại xếp hàng nha. Mẹ, mấy đứa. Mấy du nhớ là cái ông El Chapo mặc đồ quân. Còn ông El Diablo là mặc đồ biết đấy. Du bị ngược rồi đó. El Diablo là mặc đồ bú màu màu đó. Tôi nhớ là như ông El Diablo là bạn nó biết tâm như bạn mình biết vị trí bạn. Ông là sếp mà. Mới đọc đây nè. Chết rồi chết rồi chắc kìa. Chốt 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 chốt. Bây giờ chúng ta đi chứ. Đi cầm mấy cái mấy cái stone theo. Có thù án muốn tính sự trước cái gì nè. Mi thù án thì Yankee đâu. Cái cũ gì rồi. Lát nó cầm. Đúng. Ê không bùi không bùi đạn. Không bùi không bùi. Cản trở rồi. Đạn nổ của Yankee nó văng xa mất nổ. Ừ. Biết Mi cái cũ gì không mà nó sai về Mi lúc nào mà Mi phải làm squally trong đấy ấy. À, tại trong công ty Squalid này. Đúng rồi, chung về là Squalid phải đúng. À đúng rồi. Cái này đúng. Bạn tí miệng nó bằng nổ xa các bạn. Chung nghe nãy giờ tự nhiên có thằng nó cứ chia chia rẽ này không? À. Thấy hồn. Gì? Cái lỗ này tốt mà có rồi, mày vô nghi ngờ đấy. Ủa đéo tiền ở. Mình sợ có rác luôn. Đời có mấy cái ngu nhất là tí tú nữa không? Không mấy tôi nhớ đúng mấy gì anh em ơi chúng ta không đánh đêm đâu nhớ không? Không mà tao được tiêu đội trưởng mình bị bắt cóc rồi. Ừ. Tôi rưỡi mình đi đâu đâu? Ốc đâu không có đánh đêm mà đi nửa tiếng rồi về. Không phải là đúng trip mà không chắc tưởng được. Đúng trip rồi. Má nhỏ qua chui ra ngoài. À, má ơi gì cái kia của thằng Mon. Bữa nào? Để tình hình này lý không được đâu. Tại lý mới quá. Có đường bên kia. Ủa, cái này má lê xuống được gì? What the fuck? Ủa, đâu có nút tụt xuống đâu. Có mà, mới vô nhìn vô có mà. Ủa, xuống chưa? À, vẫn ở đây. Oh my fucking god. Ủa, xuống gì vậy? Nà, biết chứ. Cũng bị xuống tiêu thì không tiêu rồi. Thêm hôn nha. Ông quen team nào kia bốc hút. Hô. Kìa coi. Medic. Khả. What the fuck, dude. Ra đây mi kéo rồi nè. Ra hướng mi nè, sao biết nè. Lấy. Ồ. Stalin. What the fuck, man. Medic. Tụi nó bầm hết người kìa. Chưa đánh nhau bấm người rồi. Xin rồi. Tôi lên xin giúp thầy Hiu Mi phát. Té cầu thang. Mọi người xuống xe nhé, để xem cuối. Mi quay lại. Cũng ngựa lắm. What happened? Yeah. Cái khiên này bị kẹt ở giữa hai cái xe. Chưa ra chiến trường nữa mà chưa. Tự hủy mới đó. Rồi bọn lái xe bọn. Mới vô kìa phần. Bọn lái xe cầm khít trước mặt nè. Du lên đi rồi tụi mi lên. Tôi chuyển khít là không phải là cái personal skin này. Không phải đâu. Cái này có tác dụng gì vậy? Mì không át chức năng nó vào. Ủa chị mình sao nhiều người vậy? Team mình vậy? Bóp bóng qua challenge đi kìa.
Vô tự bá liên công để chia người đi chứ phúc. Vô làm quen rồi nói chứ, mình đi xe đấy. Thì không đông lắm á, rồi bộ đông và liền là 8 đứa rồi. Không mình gọi ai? Vô cứ lấy 69, vô kêu cái tiền khác. Vô gọi siêu á, chỉ siêu không. Bravo, thôi, siêu. Tụi Nguyễn chưa gì tập bắn súng rồi này. Nóng nóng rồi. Bravo, thôi siêu. Nóng nóng rồi, nóng nóng được bắn 1 người đúng không? Mình có 2 người mới vô tem nè. Không quen với Mopper. Có ai muốn lấy ông Quang với Mapper không? Cách tìm khác. Đố mới vô tìm ra mì anh em đâu. Đừng có tên nữa. Đố mới vô tìm ra mì anh em đâu. Đừng ra cái góc kia đi mon mi test quả này không? Từ sao vậy? Thấy vô vô nãy rồi mà. Good luck. What the hell? Mình lấy đạn chi đi. Uống có chứ, có Alex Pack nè. Có bao lô Alex Pack. Bên đi có ông Gaku gặp bọn này như một lời không? Tên CEO á. À tên CEO. Du quản được ông Gaku đó không? Hay là Du muốn mở trong Solid? Đi bọn nhau siêu. Né ra, mày chạy. Mi bọn nhau. Chết tiêu vợ. Mày qua đâu vậy? Mày qua đâu vậy? Rồi giữ thì Du quản phải quản được. Không quản đâu rồi. Rồi, lưu up lên xe đi rồi. Mi cho cái mi Du Solid gripping nè. Mi lên xe đấy. Trời ơi, dán vô hàng cái. Mi sẽ còn sao cho Johnny. Thì Johnny chết chứ. Ủa sao mình mi ngồi sau rồi? Nói trong xe có ba lô bự không? Ba lô trong xe thà. Và ba lô Alice luôn. Chạy nước giảm giúp, chạy nước giảm. Có phải ngồi đây trước, tại sao Min lại ngồi đây? What man? Loại đi lòng. Sẽ có này. Chưa em chi lấy được cái này đúng không? Gì? Mình nghĩ em sẽ lấy được cái này. Lấy cái này. Cái Alice Park này nè, và Hoàng Giang này. Cũng có cả đạn cho phao nè. Mình nghe được mình đạn cho phao. Đâu, xe mình đi cuối mà sơ hai mình viên, hai mình đạn cho phao nè. Không bồi xuống xe, không bồi. Ok, ô xóa lại tập trung lại vị trí xe dạng như kia trên đầu nè. Stand by, đứng yên. Phạt. Ok, clear, đi xe. Mi tưởng yêu mang launcher là mi phạt liền luôn á. Mà nó không biết mang gieo đâu, mi cầm súng thường mà. Đấy, súng thường này. Chân mì chứ ông cần nữa. Rồi ông có lấy tập trung vào vị trí của mình trên chiếc xiên đi. Nhưng mà sao chiếc xiên đi sao chiếc không ạ? Không vui đâu đấy. You là second lead. Vô trong xe chưa xin tắt em này. Đâu ông nhảy ra xong, ông tắt rồi nhảy vô lại. À phải là, đủ hết đúng không? Chờ đi giặt nhìn, chờ đi rồi. Siêu coi kìa. Chờ đi lên hộp kìa. Lên chỗ em kia. Chờ đi rồi. Đây đây, chung kia. Lên rip cùng squad lead kìa, lên rip squad lead kìa. 69 là gọi giữa các 69 là gọi giữa các okay, you bitch. Về cho trên đây đó ai tắp sau đời nè, ra sao. À, không quan tâm lắm. Đấm nhau. Đồng quá đấm nhau rồi. Đấm chuyền hả?
Ủa, có đấm không? Đâu, nó là táp sao rồi. Nãy giờ sao chính đang im mà. Nghe mày nói. Mấy ông đó bằng miệng mà, có dùng kênh đâu mà nghe. Best là mấy dù, nếu dù không phải squad gì second lead thì đừng ngồi trên đó loạn đó. Điều mấy bước kia ngồi cho quẹt. Mà cái đất sao đời này có cái tác dụng gì? Đụng bay. Tập cái này báo hiệu. Tập tí cồ thôi. Vô không phải quay nhìn sau khó mình làm có thằng rồi vô phải qua đi đằng sau khó. Bây giờ như additional backup á. Additional tụi này. Nhưng mà hầu hết trong này. Ít dùng. Ít cây dùng. Một cái là C, một cái là C. Không có C copy, mình đâu có lấy C copy đâu. Hình như stack up là xài này. Cái này mà nếu có e-plug xài hiệu quả hơn. Ờ có e-plug kìa ta. Chú để nào cũng được. Nhiều chung bên mấy e-plug là bao. Xong rồi ông nào ngồi chung. Dù đứng, đừng đứng bên mày vào, đứng của ta luôn rồi đó. What is going on here? What? What is going on here? Đấm nhau. Đâu đấm rồi. Cách sau đờ. Quyền, quyền là nhiều bravo quá. Dạ chưa? Vô ở đây làm gì cũng rất là vô quá hả? Không, mi, vô thấy team mi gần một chỗ không? Mi cũng đứng với team mi kìa. Chỉnh thôi. Mi đừng với team mi vậy. Hả? Má thằng Mon. À, ra khu com check về 31.1 này. Hả? À, 31.1 trên 69 gì? Tớ quá chấm hỏi luôn. Bấm nhầm. Nhảy đi, nhảy đi. Sao lại mình lại trên con phòng 9 rồi? Nhảy, nhảy, nhảy. Có sao nhảy được? Vô control window animation. Crazy đấy. Trong đen. Đen đúng quá sexy nhờ. Vô dài của... Cái tụi tụi biến mất rồi. Tụi đứng bởi thì má. Đâu. Được mà kiếm, kiếm, kiếm nhạc nền đó, kiếm nhạc nền đó. Thương cho tấm thanh cơ hà. Chuyện của mình đó. Đúng quá sexy quá vậy. Cho này nhảy sexy quá vậy. Má đúng nghĩa đám một đám crunch luôn. Xin chào bước, bước cái má chuẩn bài luôn. Rồi có tình hình mới là gì. Lấy con lưu lên bán cái đường. Hết chiều và các team mà ready rồi thì sẽ phát lên 8 chữ rồi á. Để mình coi mang xuống đi đây không. Set một cái channel. Hả? Set frequency đó. Cái gì vậy? À. Yo ấy đi, yo canh thôi. Đặt clip hả? Đặt sờ tôn trình này. Không, bây giờ mới bảo này, C13.1.1 nha, you unset frequency. Xong you chuyển sang kênh thứ 2, you un số 2 trên cái 5 pad ấy. Xong you ghi 69, you ghi set additional. Xong rồi you unset frequency lần nữa. Thì mới được. C2. C nào cũng được, C1 hay C2 cũng được, miễn nó là một cái là C, một cái là A. Oh, ok. Có min là 69 rồi này. Đấy, you ấn. You set additional, xong you phải ấn set frequency đó. Nghĩa là ấn hai lần, ấn hai bước ấy. Set frequency này, ok. Bây giờ quay lại là... Sexy sound quá. Ấn set frequency nhá, chứ đừng set additional nhá. Additional một lần thôi. Ok. Additional một kênh thôi. Nhậu ngã lên, nhậu ngã. À nấy. Đấy, xong test, xong ấn từ T về ấn cấp lốc xem nó ra 31.1 về 69 là được. Tôi được. Trên này, nhậu ngã, nhậu ngã trong này. Nhìn góc, góc dưới bên phải nó ghi là được. Góc dưới bên phải nó hiện là hai signal, hai signal. Hai signal. Xong ấn T lên, nó hiện ra từ nó ghi T. Ờ thế chịu rồi, mình không biết nói như nào cho đúng. Gì á? Set radio. À mày xét thằng này cần, cần lấy không? Xét ai cần. Con có con dung bò dưới xe kìa mày. Mày mày à... Đó, kệ đi. Ngậu nghễ lắm. Bị bắn chưa? Đâu rồi? Ngậu nghễ chắc đây bị bắn chưa? Má ngậu nghễ cho ly. Ủa xe này sẽ chở heo đúng không? Đủ mát. Trên đi ngạo nghệ. Mà trước bây giờ đi chơi đi chơi sửa quá lít là phải để chịu chứ. Đúng rồi. Ngạo nghệ là ngạo nghệ chạy ra trước CEO luôn. Bây giờ mới bảo nhá, một cái radio mấy tích nhá. Tại vì nghe tiếng... You set một kênh 31.1, xong rồi you on enter. Xong you sang cái kênh thứ 2, có 2 trên 5 phát ấy. Xong you ấn 69. Xong you ấn vào cái nút set additional. Xong you ấn set frequency, xong you test luôn. Chứ không cần phải ấn quay ngược lại. Additional rồi. Dù sao you vô nữa.
Đi đường mà đứng lên chơi kia. Du làm gì mà Amon phải nâng cái xe Du lên vậy? Như chơi hồi gì đó. Mày chơi HK 416 xe. Đó, đúng sở thích luôn, đúng quá, chỉ thích khẩu HK thôi. Chỉ thích khẩu HK thôi. Phân bơi HK, phân bơi HK, đủ mới. Phân bơi HK, phân bơi HK. Ê, sụp cạch chém, sụp cạch chém, chém. Xong, 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 xong. What the fuck, tìm. Chưa, cho Vi được cạnh bởi. Cạnh bởi vì sợ quá. Mình tấn, mọi người mình tấn. God bless Charlie. Ờ, Rifleman được cầm cái này không Dương? Được. Ai tay sàn lần mà, cầm thoải mái. What the hell, ai tàu cái xe của cho này vậy? Cái xe. Này cũng ra sao? Pick up. Và... put your way. Vừa lấy là mi set addition lò loạn hết cả lên nên đâm cái đấy xin luôn là xe cho đi xe ở cái phe bật phải cái xe này coi thấy trên map không du chạy tới cái nó xe cái này ui là tôi nhâm nam chi này spot nội bộ của đi cuối của đi mẹ đừng ngồi ghế trước đừng ai có còn qua vậy nhìn kia sao chứ không chắc ghế nào chạy nhau à mày ngồi đâu shut the fuck up đỡ thằng con thằng nó mình chưa lên xe gì vậy cho đấy sao lấy chưa lên xe gì mà à mau đi xuống đỡ chở mau đi ngồi xuống ok xuống nào xe hay chạy bà tuân ở đi đi sau đây nè mà ngày sau này mà sau đường nè đẹp luôn ngồi chỗ nào chạy giống nhau mà. Chạy ra Platoon RV1 luôn đi chung. Ok ok. Tập trung vào Platoon RV1 vị trí. Copy copy. Tất cả giữ tốc độ 40 không kìa. Mi mở. Ca muốn nghe nhà chụp hình luôn. Mô, bá quyền men. Má mình đang quay. À đúng rồi, đúng rồi, ấn YouTube. Được rồi, nhiệm vụ mình là đi bắt thằng E Chabo nha. Nó sẽ mặc vest đen. Một thằng một vòng mặc vest đen. Mặc quần xịt đỏ. Vest đen, yeah. Ui, chết mẹ hông, quên lấy Iblot rồi. Trời luôn, yes. Lúc nãy mình vừa nói có ai nói mình quên lấy Iblot không ai kiểm tra lại. Ok, gặp. Tất cả mọi người di chuyển tới di tỉ đeo luôn thì đi tới bắt thông mẹ. Tất cả mọi người di chuyển tới xịt lại. Di chuyển tới em. Nào. Sao thằng ngoài sao bấm kiện xe quậy vậy? Thằng 10 quậy quá nha. Yankee maintain vận tốc 40. Đó thằng nào bấm kiện xe sau lưng mình vậy? Bị phạt cái nha. Thằng 10 ấy. Tốc độ limit mình. Gì ạ? Là người khác ở đâu rồi? Người khác lái xe ở đâu rồi vậy không? Con nào bao mua đi về thành bao không đâm rồi. Charlie to CO. Nói này đi. Má chưa gì chơi đi mét rồi. Charlie to CO. À đi mét bố vô đúng con rồi. CO ơi Charlie gọi kìa. À xin. CO đi ngủ rồi. Má xin được nghe máy. Thay đổi thang máy. Cái team thì mấy kêu di chuyển với tốc độ bao nhiêu đấy? 40. Chung là Du cứ chạy sao mà Du khoảng cách tới xe đằng trước an toàn là được. Sao chẳng chắc là giờ chạy sát biết mình đây. Thì bởi vậy quá sợ bánh. Các team có gì chứ bằng mình kìa. Nghe lùi rồi. Có phải friendly không? Thôi đi. Chuẩn bị. Quét nó rồi. Quét nó. Đang kia bỏ màu trên đường. Đốt con engage mình. Tiếp tục di chuyển. Ủa? Xem bay, xem bay. Off the dismount, off the dismount luôn. Dismount. Ờ, xong rồi.
Alpha Bravo du qua bên phải đi. Bây giờ Charlie du qua bên trái chung mình. Giang Kỳ du để lên trước đi, Giang Kỳ để qua tổng luôn. Alpha đi bên phải, Bravo đi bên phải nè. Alpha hô đó, Bravo với Charlie để chung mình với Giang Kiều đi bộ lên. À, để cho thằng Mon này chơi kìa, tao cầm siêu mà. Đối phương có xe, đối phương có xe. Được, giúp mình. Vừa Giang Kiều hô đó làm thị sức này đi. Alpha hô đó luôn. Charlie với lại Bravo, băng qua xong đi với Bravo. Đi em đi nè, băng qua nè. Băng qua xong, băng qua xong. Băng qua xong đây. Chết vậy. Cảm thấy khiên băng qua xong hết chịu không ta? Trời ơi, Charlie nghe thôi. Còn hãy vô đó xem. Băng qua xong chiếm cái nhà thôi. Băng qua xong chiếm cái bằng cơ nha. Đây không luôn. Á, à, chui xuống nước xong cái màn hình mà cầm luôn. Chiếm cái nhà nè. Đó, nó sao? Tôi sẽ đẩy lên trên hướng nào you đi chung với nhà. Đi nhà, đi nhà. Bao bộ vô khí ở nhà hướng nào đi. Bao bộ. Cấp về. Rồi, giờ Yankee bị advise là bên Northwest có tiếng pip cao bên đó là dưới xuống bên đó dưới thấy cái gì không? Cho Clay to sell off. Negative, negative. Gecko đến từ Northwest. Nhạc lên cười. Ha. Bravo đi anh em rồi Giang kia. Copy đã. Bravo đã kia nha. Chờ. Copy rồi. Bravo đi đâu người quay lại lấy xe đi Bravo. Quay lại. Bravo quay lại lấy xe. Cho người tao chết làm gì đi. Quay lại lấy gì vậy? Vô lấy xe xong vô đẩy băng qua xong luôn đi Alpha. Ở đây thôi. Mình cái vô ở đây thôi. Rồi, chui vô nhà đi, đứng đây nó hơi bị... Middle of nowhere. Có cần nhanh kia để chưa? Không, nhanh kia hô nó đi. Copy. Hô nó cần phải chấp nhận. Con nhanh kia để xe gì vậy ta? Con... Lab 25. LAV25. Ở phía west của nhanh kia có một cái hình hướng đi nhìn qua đây ạ. Xem vào là xem nha. Chú gớt tem xanh. Ông Mi ra thuê nhà. Ông Mi đang chạy ra cái nhà nè. Đây nè. Rồi rồi, ừ đúng rồi. Tắp vô dách, tắp vô dách luôn. Đi mẹ bỏ xe đây, đi tắp máy đi. What the fuck? Go go go. Chị 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 chị. Ra sao? Đó bắn hạ, đó bắn hạ. Để đây lên lên. Tại sao lên tại sao? Thôi đi cái này. Nhầm con bạn ơi. Số xe bạn rồi giờ làm gì chứ? Bravo, số xe sao? Tại Bravo đi sai rồi. Where's the boy? Anh ra từ siêu. Xe traffic. Bây giờ anh hay đẩy chung với Lima siêu. Mình lên chiếm cái đội nó ít nè, đúng 25. À, anh pha đẩy chung với Yankee hả? Ủa, đẩy xe ra ngoài để sạch, để xe giữa đường vậy. Đẩy xe. Đẩy xe lại. Bà bỏ đi đi kìa, đứng nhìn. Đi nè. Bên con. Tất cả anh pha đi. Đó, để xe giữa đường luôn. Và để xe giữa đường luôn ạ. Ok, Charlie vô chuẩn bị vô đi sau lưng Yankee lên. Mình sẽ phải bên chốt đây về việc này. Tất cả là chốt đây. Không, ta không. Cho này ra, cho này ra. Ô nào đi. Không còn khi không đi lên. Ờ Charlie to CEO. Dead. Mình đã kéo về kéo cho đi về. Có một con MG ở trên lầu. Nếu kéo được nghe. Như cảm thấy kéo được. Vừa bắn đi. Có một chiếc gun ở trên lầu. Đi phải trên lầu, trên lầu hướng nào. Ờ hướng north. Break BRDM, BRDM, bạn đang chết kìa, bạn đang chết. Đang crossing từ west sang east. Rồi BRDM đâu. Để tiếp tục với Yankee. Chiếm cái rồi, chiếm cái rồi.
ai medic cứu trong này kìa. Đang sai đang cứu chắc. Để cho medic medic cứu. Cẩn thận hướng northwest nhé. Contact hướng northwest nhiều quá mấy người đầu east với lại hướng south thì làm sao? Contact northwest. Contact northwest. Mình northwest. Xuống 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 xuống. Red down, red down. À, mày... mày bắn xong, mày nằm... What the fuck? Em gì, nên set up à? Ông, kiểu thằng đó nó bắn mày một hit vô người mày nằm luôn. Mà bất tỉnh thôi. Ủa? Cứu medic. Mọi người cứu medic đi. Ai là medic? Ai là medic? Tàn xài medic đi. Cứu medic đi. Cho này cứu đi. User left your channel. Joined your channel. Bây giờ tụi mày đẩy lên Alpha Waver 1 luôn nha. Stand by, vô đi sau lưng dân kia, vô đi đi trước dân kia. Alpha Waver đã kiếm được cái đòn. Be advised. Red, có technical hướng nó quay hướng west. Technical. Đau rồi. Quyền ơi, Du thủ sẵn cây IT đi, của Du còn đạn không? Cái cây nó thảm hoa ảo á. Cái mẹ rồi. Charlie phải chú ý nè, hướng northwest còn địch small arm bắn đó là mới Du scan nó, mới Du bắn suppress gì đó. Lên rồi, em lên rồi nè. Em xin coi hướng northwest. Em đã coi hướng nó ít nè. Yankee. Copy Yankee đang đây. Copy. Rồi Alpha tiếp tục đi theo Yankee đi Alpha. Một copy kia đi. Chết trời. Đúng rồi đó. Tất cả đi theo Yankee cho tới Alpha Waver 1 thì mình làm cái base fire đó. Rồi Bravo vô nghe đây lát hồi đám mà Yali băng qua vô á. Sorry Bravo rồi. Hey sir. Rồi vô thấy đám Charlie đang ngồi dưới đó không? Lát hỏi Charlie tụi nó mà băng qua vô last theo. Man á, Du rút theo luôn. Xe traffic. Tôi muốn mình di chuyển qua B được không? Stand by. Copy sir. Nếu cần. Rồi. Rồi see you to Charlie. Thấy rồi đi Charlie. À mày đẻ ơi, thấy luôn không sao? Rồi Click máy bơi xuống dục xe lên lên phù hợp. Vẫn còn nha, chúng ta đang di chuyển theo thứ tư ấy. Nó còn tắt chưa. Một chìm hồ bị đi lên. Phía trước hồ nơi đấy, Bravo có thể di chuyển lên. Rồi, Bravo, Charlie communicate với nhau kìa. Bravo đang là first over. Bravo. Alpha 2 on team, Alpha 2, Alpha lead down rồi. Hiện tại đang cố chữa thương ở ngay chỗ cái dàn kia. Cứ tập. Dùng mấy gọi Bravo hả? Charlie. Đây là ổ tìm chú ý là mình sẽ đang mình sẽ đem xe lên server chạy Alpha nên là chú ý coi những bắt phải. What the fuck? Cây xăng nổ. Nó cây xăng nổ. Vãi nồi, đứng bên cây xăng.
nó nổ mình đứng mấy một team Yankee bị bắn vô cái gas station và nổ mẹ rồi. Nice. Nothing nice. User in your channel timed out. Ông nội tham áo. Mình đẩy nè, mình đẩy. Rồi Charlie đẩy tiếp đi Charlie. Chết rồi. Double. User joined your channel. Charlie đây. Vừa bắt đầu cho người qua đi clear Bravo waypoint, hold Bravo waypoint 1 để cho Bravo qua hỗ trợ mấy dùng. Charlie qua waypoint 1 và clear rồi. Good copy, mình đang gửi Bravo. Đây, Yankee chưa nổ nha. Direct hoạt động. Rồi, siêu đẹp à. Có sniper đấy. Ai sẽ làm sao? Tường nè. Tường đây nè. Ủa sao cái con nó bị lỗi sao? Thấy. Con tắc bearing 17. Đang đi, đang đi. Sửa được xe không? 13. Negative, phục sửa được xe. Đi mất... Có cái nhà đằng sau nè, con nó bị lỗi. Tem đó. Hả? Ba clear nhà muốn quét nè. Cái nhà này nè. Tem xanh ra ở ra. Nằm xuống đi đấy, nằm xuống. Nó nằm xuống không thấy. Nằm xuống bị xe bắt. Đừng nằm vô lùi lại là chú chết luôn á, không chạy lại lùi kiểu đâu, đừng nằm. Với lại nằm xuống không đâu thấy gì đâu. Bago đang kêu nhà với bon 1 nha. Vô nhà đi, em đó. Mày không thích đứng chỗ này cho lắm. Đi tới ly. Vừa đứng sát sát vô tường đi. Mày đứng đây được rồi. Tay xanh hay mình nè. Lấy cái nhà này được. Nhà mình đang áp sát. This bubble. Okay, Bravo, you sau khi you clear cái nhà, you đang ở trong đó, you hold ở nhà, đừng để vào Bravo sector nha. Mình thấy người, mình thấy người. Ok rồi, Charlie ở đây. Đi nhà đi, đi xanh. Charlie, mi muốn you đẩy. Mấy cá thằng, mình nghe cửa thấy luôn. Hỗ trợ Alpha clear sector ở trên, tại bên trên đông hơn. Mở cửa này, đó. You, bỏ bác sở vị của mình đi. Charlie, copy. Bên này. Mày đích chung với MC á. Thì em gì thì nhạc ly rồi mà. Nhưng trong này bắn địch đá. Yeah. Đứng hầu hả? Có cửa kia mở ra luôn. Đừng. Để cái gì ít nhất có cover. Em đỏ hầu nha. Đây bà, mở cửa đứng bên này nè. Không đứng bên này không thấy hả? Cho tên mình cầm bên thôi. Canh hết rồi. Còn bây giờ ngồi xuống đi. Rồi, siêu đạo phá. Siêu đạo phá. À, phải nghe. À, phải chỉ chung với dân kia kìa. Copy. Mọi người đừng clear nhà nữa, thế đó. Copy, đang sang đi bơi. Được cái team hôn nha. Rồi, Yankee hold thôi Yankee. Charlie vào đây, tập trung với mình nè. Bravo đang ở Paypal 1 nha, dạ em đang đợi Charlie. Charlie ơi. Charlie nghe sao? Charlie, mày kêu đi chung với mình nãy giờ, mày xuống đi. Ủa? Oh, sorry, mình nghe hỗ trợ. Chú tập trung ra nghe radio số 9 này, lịnh nhiều lắm á. Bắn đi thằng nữa. Bravo to seal. Set. Bravo sẽ hô ở vị trí Fable 1 hả sao?
ừ đúng rồi, vui hồi đó vui làm cover cho tụi mình nha, tụi mình clear sector trên này xong tụi mình gom là chỗ bị dữ vui. Copy đã. Ừ, vui tải người ra vui clear được mấy cái nhà xung quanh vui á, rồi vui cho đi nha bà đi. Copy. Nghe cái tăng đi còn kìa, tăng đó. The fuck. Ờ, Peter ra, Peter ra. Ờ, tao bị sư siêu, tao bị đang nhìn thấy chúng nó. Ờ, thôi, dân kia để tới dân kia quên phải phải đi dân kia. Cúc vô mình, chạy vô với mình tao nữa. Đi vô đi, vô đây, đi vô. Phải đi chuẩn bị đi theo cấp đi dân kia. Con bị đá, hai đứa nói chưa, xem nào. Dìa mà. Dìa gì đó mà. Phải có kêu dân kia qua chứ. Ờ không, mình có IT mà bán được mà. Cho mọi người nghĩ đéo. Như chết nằm mấy con. Mình, đi xuống đây, mình. À chưa. Dư báo đi siêu, dư báo đi siêu. Ờ, nhà này còn sống không? Nhà này hút cốt luôn rồi. Xem đó, nhà đó còn sống không? Là chết. Còn Mon sống. Mon đi kiệt trong nhà hay chân đi với em mình chết ở trên bị con BMP một bắn. Áp pha từ vị trí của mấy dư sao rồi? Dư báo đi siêu. Dư qua đây hỗ trợ đi. Đang phải tạo lại chúng ta báo cái xe ổ. U đi mẹ, xe đe chứ mặt mình nè. Copy, copy. Đã đó. Robo tôi đang tìm có tăng được cầu. Ở vị trí 3 bộ. Để kéo cho tôi xuống. Chú xuống. Đào, đào, nấp, 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 nấp. Đóng cửa, đóng cửa đây. À. Chị không có IT. Mày giống, giống tụi nó đang lái xe quá vậy. Đâu vô tôi trả lời. Ông US. Lead down rồi. US CO. Shit. Bỏ CO đi. Lead down. Mon đang cứu Johnny với mình. Du đang đâu vậy? Mình qua cứu nè. Mon đang ở trong nhà nào quá không biết mà. Nhà này. Nhà đó. Nhà đó. Chắc nhà đó. Nó tên cỏ đâu vậy? Đó, nó đi qua hướng west á. Cái xa. Em lỡ cứu đâu? Qua. Em xanh qua cứu tầm đỏ đi. Cứu tầm đỏ qua à. Mẹ, bà lùn, giờ nhà nào không biết sao mình cứu. Nhà trắng hả đấy mẹ. Kìa kìa, nó mới chạy ngang kìa. À vậy dưới này nè, dưới này. Còn à, trong đây đâu? Ủa? À đây đây đây. Kéo xuống, kéo xuống. Nice. Cứu xem. Ờ, Charlie cho xin medic qua chỗ CO được không? Thầy Tây bắn hợp hả? Ờ, medic đang trúng người rồi. Ờ, ok, ok, ok. Nãy mình bị điếc, xong rồi mình kêu chạy vô nhà, xong rồi chạy lên lầu. Rồi, để cho mẹ, medic cũng. Ê, có tiếng như có tiếng vehicle cổ bắn không? Để nó nè, sạc cấu. Yes. Có tiếng gì siêu bắn. My left. À nát rồi à. Ok, CO up. CO đã up á. CO đã up á. CO đã up á.
Charlie ơi. Vô đi Charlie. Charlie, vô đẩy qua cái compound đối diện hướng North East của vô luôn đi. Copy. Ở có Yankee đang cover. Tao vô tao xíu không? Tao vô có thể Kelly xếp tờ bay được không sao? Được, clear đi. Copy sir. Nhưng mà chú ý là Yuan đã có một mình vô á, đang bỏ tìm trên đây hết. Yes sir. Tem clear xếp tờ bay nè, xếp tờ bay. Tem rõ. Yuan hết, toàn bộ nhà nữa luôn. Bia Bia đi comment là vô chờ team tỉnh lại hết đã, team đang bị underbow ạ. À, team đỏ đi. Ờ, team đỏ còn 2 người á, clear là đi luôn á. Ờ, phía sau Zanki có Yes, ở lại với Medic nha. Ok, Bia đang ở trên góc nhà để cover. Copy, mình sẽ đi với team đỏ. Hồi team xanh sẽ reload lại nha. Ở trên đây có cây Duska đào nha. Copy. I'm back. À, xuống clear nha. Khác. Okay. Em lấy cover. Đó tiếp hết rồi luôn. Em bỏ rồi bọn. Mình đã reload. Thấy không? Không đào rồi. Không. Mình đợi, đi gấp. Thêm em nè. Thêm xanh. Đợi đi. Thêm đỏ, vô vị trí, thêm đỏ, vô vị trí. Không clear nữa sợ. À, thêm xanh đi em ạ. Đi gấp nè, thêm xanh, đi gấp. Bye bye nha. Rồi, tiếp tục đi, trong này. Rồi, lên bọn này. This is HQ. Cái nhà này hai tầng clear chưa? Clear rồi, lúc nãy thằng con đi lên. Yep, đẩy sâu bên trong thì có thể nó ở bên trong á. Chụp lên. Tiếp luôn. Ok, xíu. Ờ, contact Northwest. Yeah. Nhà trong này. Yeah, clear nhà này direct team đấy. Không sai, bảo bà đi. Bảo thằng MG với thằng Baby Dick đi lên nhà một mình à. Họ thế. Bên đâu? Ủa nó bắn ở đâu vậy? Nó bắn tại xe. Ờ, bắn từ 3 đi bé đứng lên. À, đừng có đứng lên, phải không? À, xanh cứ. Ok, nay sai, nó cũng ngồi nè, xanh sai rồi. À, để đây, bị đang bị bảo vệ. Charlie. Vô đầu này đi. Charlie nghe sao? Vì suspect là mấy cái dãy nhật thì của đứa quét đó. Ờ, chỗ này đẹp đông mà. Anh em nhớ coi hả? Copy. Mình sẽ clear toàn bộ nhà trong set tờ B nha. Không qua khu vực khác. Có cần tác ở khu vực khác thì bắn. Bên đâu rồi? Bên đâu rồi? Vô cái nhìn hướng nó nha, mình nhìn hướng quét được gì vậy? Ok. Em đó rồi, có I'm back. Có gì sợ? Mình đầm em rồi. Ồ, đẹp rồi đấy. Đang đây. Đang kia mà. Đây bà. À hả, you đâu, you đâu. Ở đây. Lên tầng đi. Tầng clear à? Lên tầng đi, tầng xanh. Ok. Mình nghĩ tầng xanh lên á. Có vị trí thấy không? Qua bên nhà này nè. Comment lắm vì chỗ này vì khoảng 60 chỗ nên nhìn vào thẳng vào mặt. UUB thằng bên đây bắn nè. Ly nhà nó đi thôi sao? Nhà nhỏ nè. Bỏ tiếp. Có cái lầu, nhà này có cái lầu. Nhà này clean nha.
học skill này. Cấp gì? À ba chiếc xíu. Được rồi. Cái lầu đi đâu ta? À bên này. Rồi tìm hô nha. Tìm traffic for CO Alpha. Ờ, đang bị lỗi radio nên cần cấp. Ông Mỹ đang ở trên lầu cái nhà đó hả? Không có gì. Ờ, Yankee đi không? Anh ra đi không? Trên traffic, Yankee. Yankee có chở được 8 người á. Chứ không bị. Alpha, Yankee đó rồi, Alpha. Ở đây, môn bất tử. Ông Mỹ đã clear xong sector 1 rồi. Trời, có chỗ kêu xong hả? Yankee lên à. Cứ có bây giờ, you check người lên trên Yankee luôn đi. Rồi Yankee sẽ chở chưa qua và đuổi Alpha ý lộn. Yankee World Point 4. Tụi My lên Yankee ngồi hả? Chính xác, hát lên Yankee ngồi luôn. Có bây giờ tên xanh gớt. Tiêu Charlie là đúng rồi, Charlie kiếm người. Kiếm CEO Yankee từ đó có. Còn rẽ lại, chú rồi. Sở quản lý chú rồi. Đấy, mê trong nhà đây mà. Có bây giờ ngồi chú bị dưới. Alpha to CEO. Mọi người ở thang trên lầu á. Xong mày thấy, vết thấy dùi sau lưng mày rồi. Yankee Alpha. Mày bị mất nhiều máu á. Yankee Alpha. Yankee có bị. Sao đánh thì bây giờ. Không có bắn chuẩn kìa. Bắn sao. Alpha có bị. Ờ có ai là engineer sửa hộ cho bắn cho Yankee được. User disconnected from your channel. Dạ sao ơi. Sao. Dù cho mình bị bịt máu vô hết máu rồi. Ai. Mình. Tìm nhớ quan sát trên nóc nhà nha. Sẽ có địch á. Bọn nó đang bắn nãy giờ mà mình đi thấy nó ở đâu. À, mấy vụ đằng đâu á. Mấy vụ bọc xe cho driver của My sửa xe nhé. Rồi nó đau rồi mọi người. CO2 Bravo. This is Bravo. Điểm xà nó chờ. Đây là Bravo. Bravo, Bitbys là tình hình bên đây khá là đông. Nên là you backtrack ngược lại về Bravo Waypoint 1. Rồi mới từ Bravo Waypoint 1 you đi lên tới Alpha Waypoint 2 để tập trung lại vị trí của mình nè. Để default tụi mình clear khu vực trên đây. Copy sir. Yankee to on team, Yankee clear to go. Team, mình regroup lúc lưu về. Rồi, siêu đạo phải Yankee good again. You chất người lên trên Yankee đi Alpha. Đại sĩ mới đang ở trên lầu mới chạy xuống. Siêu Charlie. Xuống mà. Đang rút lui về với bên 1. Ê, hộp sợ. Đợi thêm xanh. Rồi, rút lui. Contact phải. Tôi phát tới nhà. Trong nhà. Má tục. Đồ má tục. Charlie, bây giờ you sẽ hỗ trợ cho Alpha clear Alpha Waypoint 4 nha em. Lui. Nhưng mà đừng chạy qua đó liền, đợi cho Yankee thả Alpha xuống rồi chạy thẳng băng qua. Đi đang đi đầu đường đằng sau nè. Đi đầu tiên. Góc đường đó, you giữ góc đường đó để cho Yankee thả Alpha xuống đã. Sau khi đập Bravo, rồi đồng thời khi mà đập Bravo tập trung mít xuống bên này đó để chở Bravo qua luôn. Bọn đó đánh một hộ bên kia. Em đó rút rồi. Mình đang bị bao vây, mình đang đánh một hộ bên kia. Thì nó biết rồi, enemy luôn. Bọn này cũng về là bị cover nè. Chưa rồi Bravo. This is Bravo. Mày đang nhận bị đau mới vô. Đáp về. Ông ấy đang có contact rất nhiều. Mình đợi qua đây thấy chỗ mình nhiều bà đẹp đây. Có CEO đang tới hả? Đủ ngon rồi. Ok. Load up, let's go. Lên đi mình lấy cuối cùng nha. What the fuck happened? Mình share CEO nè. Lên xe. Ai làm split của Bravo vậy? Phúc hả Phúc? Ừ, ok, nhớ, hầu như là nếu mà có lệnh gì thì nhớ phổ biến thông tin được lại. Ờ, lỡ chưa? Lỡ cho máy. Charlie to CEO. Dạ. Charlie bị nổ bom, hoặc là nổ bom bị đau hết rồi.
có chừng ngay xe không? Chỗ này xung quanh này có địch đó. Lúc nãy bọn nó vừa phăng mình cũng đi xong. Biết. Có khiên đứng sau đã. À cái khiên tiện quá. Bộ literally đứng. Thấy tác dụng lắm. Nãy nó. Nãy giờ Dung thấy. Vô tôi chơi. Mày thấy tác dụng luôn thì đúng hơn. Khiên khiên với Valin ạ. Ủa vậy là cover kiếm rồi. Rồi alpha cho người gì đó bravo cho người hỗ trợ cứu tôi nó sau lưng này nè, tôi chết chỉ để quay chạy nè. Sen nút. Sen hết bên này nè. Good copy. Rồi bravo ơi. Bravo đi sao? Bravo vô để medic lại thôi mà vô cho người. Nãy sai vô giúp team kia kìa. Đúng người trong xe an toàn hơn. Rồi mon qua nhà kia. Mình. Hả? Làm sao kệ cứu người sao? Tem rồi đi bọn nó chạy. Vô gọi nó đi ô đi, đừng gọi kia nữa. Tem qua cái nhà này đứng cạnh góc vậy ghê quá, giỏi quá. Ok. Ủa, có cạnh góc hay là đi. Tập phát. Vi bắt cái chân trái đấy. Tiếng AK đâu ra bên đây bọn nó chạy. Ồ, dưới đây biệt là có tiếng AK swam hướng sau vest. Không sao, cứu được rồi, stabilize rồi. Má cái này anh đi trong đây cần phải nhảy vô bằng. Chúng ta thì chúng ta không có nhìn bằng các gọi là vô vô tìm máu bằng tay nào vậy? Tay nào vậy? Các bạn hay lắm, hay lắm Iron. Hay lắm Iron. Quên đồ đỡ bom. Ồ, phải có. Kill me please. Good. Engineer mà đến này này có bên người bị tức bằng rồi. Dù gỡ bằng người luôn cũng được mà. Học du du học là du nó thật đây. Du nó thật đây, du học ở trên này. Dạ, dạ, dạ. Lại gỡ bom bằng người hả? Bi gỡ tôi đi kích mấy cái phát băng rồi ra ra nhá. Gỡ bom bằng người. Lại gỡ bom bằng người à? Đúng rồi chú ơi. À, đúng là truyền thống 150 cái khác. Đấy, mẹ, mẹ, à, you medic à, Nasai, chuyển nó cho Iron này. Bọn Bi gỡ tôi đi kích ra cho. Nhạc đi. Chúc đi. Giang kia đủ xíu. Cái này hết băng rồi á. Thôi, Iron còn băng rồi. À, Giang kia xíu. Ở trong nhà đi trong đó. Điều vị trí. Tao vô tới siêu. Ờ, mày thấy có ai quét trên lầu nó quét. Sao vậy sao? Đi quần à. Tầm 3 4 thằng gì đó. Stand by. Ủa mình có rát kìa. Đã, pin đã dậy đồng mờ di chuyển ra. Hướng sau. Em đỡ lên lầu cho coi. Nhìn cho nó... À... Tiền. À, xuống vết này. Xuống vết đi cùng rồi. Ờ, xin CZ lại cover đi. CZ lại cover đi. Có phải lấy nha. Hướng 292 dot quét. Chỗ nhà có, ờ, trên lầu có sentry. Siêu lên kiếm. Để mình... Mình bây giờ chạy lên... Để hướng quét khoảng 20m. Trên nóc nhà hướng bên phải của Du hướng khoảng 3 giờ có địch trên đó đó. Copy, copy. Tìm lộ rồi nó mà nghe. Từ ba có cơ. Sắp tác cao nhưng mà giờ đó đi. Look up. Đi đi đây sai. Double to seal. Ông ấy thuê được nhà nhà màu trắng hồi nãy. Bên sau thì dù tiếp tục hỗ trợ alpha clear cái sector đó xong mày báo người ta cho mình. Copy. Tìm hỗ trợ cho alpha. Police kiểm tra lại cho người trong shot mình có ai thiếu người không? Tại vì mới có tin tức báo có một người vừa mới bị tách đàn ra, chắc bị bắt cóc hay gì đó, kiểm tra nha. Em hỗ trợ cho alpha nha. Cho đi ngay vô đây tiếp giờ ở đây bị đéo em đâu. Ờ Charlie show. Trên lầu có hai lầu. Ok chắc giá đúng không? Rồi khi Charlie you đẩy qua bên F sector với lại Bravo luôn đi. F sector. Đang có hiếu ai không? Ông team mình chắc không quá đâu. Đây mon. Mon đâu rồi? Đó. Mon ơi. Đi về ơi. Mon ơi, mon ơi. Có sao? Có sao? Mình đẹp là lâu rồi.
đi Yankee. Ngay ngay. Để lên Yankee waypoint 5 đi. Copy copy. Đi từ từ thôi, để cho Charlie đi cho lại. Đi vào đi vào, đi hướng bây giờ, vào vào cửa bên phải. Xung xanh di chuyển lên lầu đi, team đỏ ở dưới lầu nào. Có rồi, nhà này có người thôi. Ờ, Charlie đến SSR rồi sao? Có friendly 270 quét. Không chờ dàn kia đi clip mấy khu nhà cho mình. Hai bảy ba có con tác ở dưới lầu. Chịu hay. Ok luôn, cứ không biết có Bravo bên đó nó dừng cho Bravo hỗ trợ vô kìa. Gì hả? Vậy đi để Charlie hô ở F-Lexer vô vào cho Bravo thì hiện nhóm 3 được không? Cứ tập về vô làm gì? Ở trên tầng 3 là Felly hả? Tầng 1 là Felly. Không thì phải tìm đó qua bên kia, một bây giờ lại hỗ trợ nữa. Charlie qua ngã em kia kìa. Two west. 251 kìa. Cái đường chú vào phòng chú vào phòng chú west luôn. Charlie. Charlie Tosio. You can hướng north west, you can west. Charlie có cần để di chuyển alpha không? Được, dù nếu mà sau khi alpha vậy hết rồi, dù rút người lên ngay chỗ mình là mình cần dù bên đây cơ bản phụ mình. Copy sir. Charlie nghe này, team đỏ di chuyển về hướng west, nhìn sang cái căn nhà màu trắng ấy. Đó. Xong rồi team xanh di chuyển đằng sau, di chuyển dần qua cover alpha. Copy. Có con xe của mình đằng sau, có con xe transport mình ấy. Về lấy ở đằng này. Okay, see Charlie, dù có thể tập trung lại vị trí của mi chung với Yankee nè. Ở hướng góc out west corner của cái thành phố này của Yu á. Anh va tụi siêu. Sến. Bây giờ tụi mi tập trung về với Yankee luôn hay là tiếp tục? Đúng rồi, bây giờ tụi tập trung về vị trí của mi nè, xong mình qua mình sẽ đi xét. Bravo tụi siêu. Sến. Còn mi sẽ bị giữ vị trí hả sao? No, dù tập trung lại clear đi sector chung với mi luôn. Đi sector là cái khu vực nhiều nhà nhất, nên là bây giờ mình vào đó mình sẽ bắt cặp rồi mình bắt swat rồi mình đi chiếm tới nhà. Đem, regroup, đem regroup đi sang CEO. Đi xuống nè. Rồi, đem đỏ đi trước đi. Đem sang đi sang. Đi qua CEO. Sao đi ra ngoài gì vậy? Đi qua đi sector á, đi bên kia, đi hướng bên kia mà. Phải lên Yankee to CEO, Yankee to CEO. Ờ, trước mặt của Yankee có kho trắng. Không cần kêu nhẹ nha. Đi qua CEO, đi qua chào. Ờ, có được di chuyển từ North qua sao trước mặt của Yankee rất là nhanh. Ok, Yankee thì vô lui là khoảng 10m thôi. Các bạn coi chừng đứng ngay ngã tư nè. Sang CEO này tên đó. Ủa, Stalin đâu vậy? Đi qua, đi ra. Chạy qua nè. Bên đây sao? Qua đây nè, qua đây. Có gì? Có chú. Qua đi. Có chú mày mày. Top farm đâu, top farm đâu. Cả tập trung canh về hướng web đó nha. Bắn về hướng web đó. Oh shit. Bọn đau, bọn đau. Mình bắn cái này nha. Bắn tìm. Bọn đâu? Oh my god, đi được luôn. Đứng farm nhau không ạ? Nhiều sai.
Hồi nãy giờ là tụi mình clear xong cái sector A này hết rồi. Mình kêu you clear sector D. Sector D hả? Sorry. Vậy kêu xong rồi đi clear sector D. Mày clear sector D. Để mình có mấy người đâu? Ui shit, ui. Ờ, đây mà, Diu ở đâu á? Vì đang ở chỗ Phúc Phúc rồi. Diu nói gì? Không, đang sai kêu mày ở đâu á, vì đang ở chỗ này. Rồi, đây, vì đang cắm cái góc này. Tem phải bỏ cái tem chơi clear nhà nè. Vì đây hơi chậm á. Đang xanh lên nhà màu vàng đi, coi có cửa sổ không, nhìn ra cơ vợ cho tem. Ok, vì đang đi tìm. Wow. Hello. Tem đỏ. Mọi người Em đó giữ vị trí nha. Cơ vào cho chơi lấy đi. Tầng xuống kia. Yankee nghe em Yankee có con BRDM hướng Northwest kìa. Nội bạn ơi.
Đấy là đâu vậy? Alo, alo, nghe được không? Nghe được, nghe được. Ở dưới kia đã lên khoảng 10 mét đi. Xuống cái chỗ này rồi. Sorry. Nghe ngã từ bằng ngã từ luôn. Copy. Còn hai két không? Đem ở đây không? Bị đem dưới rồi. Đây nè, đây nè. Rồi, dưới kia hộp. Hạ đi, hạ xuống đi, đây rồi, hạ xuống. Ở dưới lầu này nó sao rồi? Đây nè. Sao ông lại bò lại đây vậy? Có người. Ông nát người luôn à. Em đỡ good. Good, đang stand by. Bọn vô đi, cái nhà đi. Này, này, sai, để mi tonic quét phần bên phải nhỉ. Cứu được, vô đường tonic quét bên tay phải, bị truyền máu. Truyền máu bên tay phải, vô cứ băng lại bên kia đi. Đi băng đầu cho, copy. Rút lên. You stable cho Caesar đi. Caesar stable lại nhá. Tam San cứ ở trong nhà nhà vàng nha. Ok. CPO trước cho có mạch được, tí ăn chuyển mất máu ấy. Bỏ sao Gaku không dậy được nhỉ? Trên này có cái rồi đến là. Chưa Charlie. Cứ CPO đi. Yankee 2 CO, Yankee 2 CO, Yankee bị bắn từ phía sau. Copy Yankee, Yankee U đẩy lên tới phía trên và cửa RV2 luôn. Không ca cua ổn mà. Chú mất máu ấy. Gọi là nát người. Bác đi bị chết mạch rồi. Ngu người. Sao sao? Có mạch rồi, có mạch. Ok, dậy rồi kìa. Cười ở trong set ở đây nữa, đen. Em đỏ. Ra đang nằm ở dưới cầu thang này, sau lưng kia này thấp thang. Không vui, dưới băng cho mi cái tay hết. Ôi dù sao dù mất màu rồi ta. I will jab a fucking... Lê sắp vào đây đi, em đỏ. Zero Bravo. This Bravo. Bravo, you clear, bên đó dưới thấy thằng nghèo Bravo không? No sir. Good copy. Em bò xung quanh đây vậy. Qua đây hả? Em dù mình bắt hàng mặt vest đỏ nha. Ô đi. Bết đèn chứ? Chapo á. Ok, xong rồi em đi xuống dưới á. Thật sanh good. Tình hình của Caesar đi đồ phải thêm một lượng máu nữa. Not good. Red đầu. Vẫn nằm à? Cool. Khổ thật. Châu Dung. Vết mà đi cả, vết mà đi cả. Trần Dung bắt cái hàng vết đen nha. Đừng bắn. Có bị. Trần Dung bị bắn đạn. Yankee đi siêu. Top farm. Coi, top farm coi. Có đây cứu người mình đi, top farm đi. Copy. You chuyển máu thôi. Đây, hình như bắt người VS rồi. Đâu? Mình thấy đạn. Chú đạn. Cho chói gì quá trời. Copy. Để mi CPR cho. Ok, tỉnh rồi đấy. Ok, mi tắm rồi nha. À, tiếp tục lên nhà đi. Không mấy nhà nào được rồi. À, vẫn từ chỗ ấy, từng vẫn đủ đá. Đủ đá. Sao đi, chúng ta giúp chúng ta di chuyển qua hướng west hả? Good shot. Yến kỳ được siêu. Team Alpha hình như có ai chết ở trong số 4 mắc hết kìa. Tiếp đi. Yankee đưa Alpha. Alpha nghe. Kiểm tra xem có ai hình như Team U chết trong cái mắc hết kìa. Số 4 mắc hết. Tụi mày Maska trong mắc hết rồi. Phải đây, thank you. Chắc mày. CO down. Chạy rồi nha. Ở đây. Coffee. Tam San tập hợp lại. Tập hợp đi. Mắc cơ nè. Ok. Mình đi góc này cứu Alpha đi. Mình đi Alpha đang mắc khác kìa. Mình đi đầu đi tiếp này. Friendly đến nhá. Ô đừng lúc đứng đi xe. Yo. Rồi rồi. Quay vô. Đây nè, trên đứng nhìn xuống.
What the fuck? Tao bộ tao siêu. Tất cả anh pha tập hợp, tất cả anh pha. Nó đứng kế bên nó sấy hai bằng AK không bị gì luôn. Anh pha phải vẫn còn một cái building khá là to phía northwest của Yankee nè. Một mà càng ba. Tao biết thằng nào rồi nha. Bị gì? Chuyện gì? Ủa con tin chết rồi nè. Trời. Hồi luôn. Quy ha rồi chết. Ai đứng ở đây? Miss sợ phê. Hồi luôn. GB chết rồi. Chưa trà khảo nữa nó chết quê rồi. Quy ha rồi chết. Thôi chúng ta end game, end off sớm. User left your channel. Ok. Nó về nó rồi. Rồi luôn. Có ổ súng này, cover bị cầm ổ súng nha. Anh pha tui siêu. User joined your channel. Anh pha tui siêu. Đem giữ vị trí nha. Đem bài ập. Không nguyên khẩu luôn. PKM nè. The traffic first. Mà sau này khẩu to luôn chứ, PKM nè. Cứu nó đi. Cứu nó đi. Cứu nó đi. Same traffic alpha. Same traffic. Alpha nghe. Cái gì cây? Alpha nghe. Nãy Alpha kêu mấy gì? Tụi mày còn có một số vấn đề nội bộ nên là Mi đã tìm được hamster rồi. Tìm sao đi? Tìm sao? Tìm sao? Ok. Đi hay sao? Mệt con. Thôi, ông này chúng ta đi cùng sớm thôi. Cứu gì nữa. Thêm đó lại nha. Cây cửa này nè. Cây gì mà. Thôi, đi ngủ. Mách quay. Thằng này. Chưa coi này. Kêu gọi COU kêu được thằng kia chưa? Leo góc này hả? À, vừa bắt được thằng Entrapo chưa? Em cho bộ chết rồi sao? À vậy như có thông tin gì về sản sản xuất ma túy của bọn nó? Chưa, mình đang quản lý người cái đấy chưa? Cơ bị. À chỗ đó kia đúng không? Mình sẽ cho chiếc thằng đến chờ supply đến nè. Cho lưới đang sơi ra ngoài, đang cờ ở chiếc ABC đó, Bravo đứng trên nóc nhà em kìa. Có team Alpha nè, Alpha với đứng trên nóc nhà em kìa. Cái chuyện này Alpha, tại vì Mi phát hiện rồi. Dân đây. Mi leo lên nóc nhà, cái gì cua bơ này. Quay lại đi đấy rồi. Để cho mình đi đây. Không biết lên trên này mi được cover chắc chắn không vừa thấy mi cháy lượt sao ơi có con vừa thấy mi cháy lượt là được quay về team này thế sao khó chịu hang à lấy khó quá đi ra chịu hang rồi có thể chịu hang sao em ạ đó là fan lì á hay sao. Ok, lỏng cái rồi. Cho anh đi rồi. Đừng bắn. What the hell, ai đạo được thân đến vậy? Không, này chắc ai ai vậy. This is true. What? Tưởng nó đậu. Là bắn. What the fuck, DC. Mở map lên xong rồi ấn control window á. Oh my god, ok. Ủa? Chị vừa tìm trực thăng vừa thả supply xuống cho bọn như nè. Oh, đây là HQ be advised là tìm được cái vị trí của sự sản xuất. Có bị bọn như supply sau đó di chuyển cái đó. Rồi luôn. Tiếp tục, tiếp tục thôi. Có thể là sưởng sản xuất what đó. What the fuck man. Số Intel trong đó có hãng tìm Intel. Thì dựa vào Intel đó sẽ tìm ra được thằng dựa vào Intel đó có thể tìm được thằng Andy Bello ở đâu. Tại sao có mình ông cha lý đó vậy? Trời ơi. Nãy tụi mày đẩy tập hợp đâu? Giang ký. Giang ký ra ngoài đó server 360 độ nha. Giờ rồi.
Almost. Bravo. Bravo, you xe, you vừa bắt đầu, mình có thể lấy xe nào. Đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống. Rồi, lấy đi, lấy đi. Chúng ta sẽ ngồi chờ đây. Chúng ta ngồi chờ đây. Em quay lại xe. Xa lắm, xe lấy thôi. Để cho đây lấy kìa. Ok, cho này lấy đi. Dù lấy, what the fuck. Ông Demi, lấy cho này thấy. Thì phải, chứ muốn để mấy đất đi lấy à. Mình lút rồi, bạn tính nhỉ. Có supply, có supply, thả Esper. Có supply, có supply. Không, để cho này lấy xe. Chờ đi ngay cho này, đi ngay cho này. À, dù tớ mặc dù đó, mặc dù đó. Yes. Alpha chắc người lên trên xe. Đi phải nhớ rồi đi. Ủa, về đâu? Đâu? Ừ, đúng rồi, Bravo, Charlie quay lại lấy xe chúng mình nè. Medium xe có mấy du lên hả? Đi, để em đi hang luôn. Charlie đang người supply xưa. Để lấy xe chạy lên supply luôn cho nó nhanh, hiểu không? Ủa, vui, nãy giờ đi đi theo vô á. Ủa, đi xe đâu không? Rồi, nhiệm vụ SWAT lead, nhiệm vụ unit 69 ngày này mình tìm được intel về cái xưởng sản xuất. Nó nằm ở tọa độ là 041094 ở hướng east của mình, nằm sát vào địa phương. Bây giờ trong lúc mà mình về mình lấy xe xong rồi mình sẽ lên Michelin cái plan. Ừ, lấy chạy lên đi. Chạy lên đi, chạy lên đi. Lên xe đi. Chiếc của mình 4 chỗ rồi có cái cabin sao mà. Chiếc này là chiếc của team CEO. Không phải liệu. Cùng giống, cùng giống rồi Bravo. Sen. À hay hả? Stand by. Ở cái chiếc mình đó thừa. Ôi sao mon vô hết cầm kim rồi hả? Không á. Cắt được. Cầm nó bị tù túng. Tù túng. Mình sẽ đâu? Đi kiểu gì vậy chứ đi kia rộng kia. Đổ xe chạy hót. Người thành công, người thành công. Cái đúng, 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 đúng là gian chưa có bằng lấy xe rồi. Thông thông á. Ok. Ờ, ngược xe rồi, ngược đường rồi. Cho anh, cho Charlie á. Ê, từ đi. Quay đầu. Mình đi đâu vậy? Vô, vô ai chỗ Charlie á, Charlie có sập lá. Chỗ Charlie á, đang chỗ Charlie cho sập lá á. Lên xe rồi, chạy đi. Kìa đó mà cháy. Đông thẳng vô đó luôn. Đừng. 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 Một cái nào phải Arsenal mà đổi xuống khác rồi. Chú lấy cái lục cái gì? Đúng rồi. SQ COIT. Lấy cái này cho nó dễ dùng. I'm sure IT ở ngay trong Arsenal mà thiếu sao? Copy. Rồi, phòng mình cầm IT nha. Vô tới Alpha. Alpha copy. Được, cần resupply không? Tụi mi cần resupply đạn với medical. Rồi, good copy, stand by, mi để cho Bravo, để cho Bravo, Charlie nó resupply trước đã. Tốc độ lên đi, tốc độ lên, tốc độ lên, tốc độ lên. Resupply nhanh nè. Tốc độ, rest xong rồi. Cậu khi ngon mà, khi nãy giờ cứu biết bao nhiêu người. Ok luôn, mi không biết vô cứu nhiều mạng người, mi thấy vô chết trước. Ổng cứu được 3 mạng của mi rồi đó. Ổng cứu được 3 mạng của mi đó. Là vô chết nhiều mạng. Ủa, sao mi không burst được ít khi được Sisa ta? Má game cắt cái khiên nhìn gỗ thật sự. Để supply xong lên xe nha. Ủa sao vô cầm ABG của bột Nga vậy trên đấy? Mày mới loot. Trời ơi. Gà ghế. À, đi hiên ngang đi rồi. Lên xe nha, để supply cho lên xe nha. Không, không làm gì được luôn. Đi supply đi mình ơi, nhanh đi. Các bên có 5 phút để resupply nha. Anh Phan Tu Siêu, tụi mình tới resupply nha.
Đây mình đang đợi giải quyết em Charlie thằng nào. Lê mày quá. Turbo đã resupply xong rồi. Ông nào hỏi mày gì? Anh kia siêu. Má dám đá anh kính xe mày á. Quest repair. Rồi xem bài luôn hỏi vô chợ đám. Phải tới chỗ mình nè. Bị hư, bị đấu nha. Yếu đi. Bravo đẹp nè, bravo. Lên xe đi, lên xe đi. Xong rồi chơi. Yếu đi, đi ra ngoài. E waypoint 2. Yên đi waypoint 2 hướng east của vô á. Rồi vô nghe chưa? Đâu chị mày ngã ba đường á. Dân kia kìa. Tôi ngã ba đường á. Trời luôn. Nghe tiếng xe chết. Đi về gian kia waypoint 2 nha bro. Bro copy. Đã. Hiện quá phút một xíu rồi, phút nó sắp chết rồi này. Mà du du đi cho bạn gần. Công test. Tự 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 đúng mà đúng. Ui. Chó này ừ, vô cái hào chết. Từ từ cho nè. Ủa gì cái thằng mà vết đen đâu rồi? Nó chết rồi. Bị bắn chết rồi. Nó gặp nửa người chết một cách rất là thảm cảnh. Nhưng mà may mắn là chồng CEO từ all unit BSI là trên đường, maybe có mình nha cẩn thận. Bảo là có mày nha. Mình đi vệ sinh phải. Rồi siêu tôi alpha nhé. Vô con mình. Vô chở người ảo chữa người của team alpha qua bên đây luôn vị trí của mình này. Là nó nổi như nào ta? À như biết rồi. Nó nổ về. Siêu kệ chứ. Thì sẽ chịu mà. SQ là sau khi đám nhân kỳ nó tới đây là you resupply your react để đám nhân kỳ. Có vẻ. Đây là biết hơn. Ai đã chết. Mình chết chữa bầm cho team đi. Mình chết chữa bầm cho team đi. Tại medic chữa được bầm. Medic chưa bầm cho team. Ủa vô đổ cái khiên khác rồi không anh? Không. Chữa hình nó khác gì? Chữa bầm cho mi nè. Ủa? Cái hình khác hả? Medic chữa bầm cho mi nè. Chữa tôi chào đi. Medic chữa bầm cho mi nè. Chữa cho. Chữa tôi chào đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chắc đi. Nằm đi. Ủa sao vô không lấy xe chạy qua bên Rao? Ai bị nợ, ai bị chóc vậy? Ờ, đặt trước mi có người đang hơi đau. Chết mẹ ơi. Cái này bị ai chóc. Cái này nó lấy flashlight nó với lại IO nó không có laser visible. Sao bắn này? Cũng nhanh lên, nhìn nhìn tên vào. Bao nhiêu vậy nó sai. Bao sai. Bao nhiêu vậy? Dù vậy có cái sẹn. Bao nhiêu vậy? Có, mình có sẹn. Anh sai. Dù drone middle equipment. Bao nhiêu vậy? Hả? Xong rồi dù bấm vô đạo cái hào rồi. Bro. Click trend. Chờ biểu cancel là loại từ đầu này. Thế vậy. Hả? Mấy hiện đang ngày chưa trending vô nè. Cái gì? Không biết đào kìa. À. À để biết đào luôn. Má lên. Không chắc ít dùng này không nhớ. Ông đâu có chỉ đâu. À lên xe đi nè, lên xe đi nè. Chỗ này lên xe đi cho mày. Tất cả chạy chỗ này. Lên xe đi. Đang ngã ba đi cho này ơi. Đang ngã ba. Dân kia kìa, dân kia Facebook 2 kìa. EWP. À điểm người lái nha trên này. Đang không bắn được rồi, giờ nó không có laser nữa. Bài rep. Chưa chưa. Lộn lượng rồi. Lộn lượng thôi, bye bye bye. Ừ, dần lại. Rồi đi trước. Đi sao? Không, mình ra vô đi trước. Hold đi cho này, hold đi. Đứng sát nhà vậy, đứng... Mình nghĩ là đứng sát. Chào mình hầu dưới đường. Đi sơ vậy. Rồi, chữa bằng cho tên đi. Chỉ có thêm 3 team, 3 phút nữa bắt đầu dưới nhỏ. Đồn có một phút nữa nói là sao. Đi xuống đồ sàng được. Nào đi. Chỉ nhỏ phải có bầm chứ. À, bốn phút chạm sàng. Rồi, cố lên con này. Cứ leo lên nhé. Tí là bốn phút đầu rồi đấy. Kiếm đâu ra bác Wagner đấy. Tự làm á. Đâu, mon. Ghê không? Cái của cái chấm này. Trông thay vậy. Bắn được. Bắn được, bắn được. Bắn á, bắn á, chắc không, chắc không. Chắc. Trời ơi, cái khiên này ăn nãy giờ ăn 2-3 AK rồi.
không bị gì luôn. Dư anh ở EGO không? Là sao rồi? Anh luôn cả đây không Dư? Đẹp, đang đi di chuyển gì hết. Mon ơi, Mon. Đúng rồi. Anh mở sức mai đích. Quay xuống sức mai đích. Là sao rồi, thằng ơi? Mày thích gì cứ chửi. Personally kết nhau dần đi. Mày thích là 180 được không? Không. Mày có 90 rồi, mày chỉ xoay được chừng này. Mày thích là mày thích 45 hơn. Tên đó 310 thằng đó rồi. Thì cực. Đẹp vãi biêu. Đẹp rằng mọi người sắc sắc mà đích nên là chịu khó tìm đó là 310 nha. Được đi. Đẹp vãi biêu thì cho lực. Ngồi bút cho xe quá lít nữa. Khi nào sắp vào. Ngồi bút cho lên nữa. HQ. What the fuck? Chỉ cho cất tìm gì chuyện nữa. Mấy mấy giây vậy ra sao? Dù 3 phút rồi mày đi nè. Sắp phải đi 3 phút đấy. Được cho cái chuyện mà nó đi chơi. Đang mau phá đang. Người mới xanh lẻ mà không sao. Mày nói ăn nguyên quá ok. Ông này không thể. Bắt đầu bắt Sammy văng mẹ game. Dẫn thành được bởi vì. Nên đi. Đây mà bay. Yeah, càng cấp luôn. Bởi vì không nói vậy là. Má đang ngồi sắc 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 xong rồi để con nó cho qua một phiên bay mẹ xe. Bánh nó sầm mốc. À, sao mười ra, sao không hả? CO2 Alpha, CO2 Bravo, với Charlie. Charlie nghe. Nãy giờ hai vô đi bộ hay đi xe vậy? Mà đâu cần 360 đâu, khi đi xe sao? Đâu rồi, cũng vậy, đi xe. Mọi người không ở đây còn gì hay chưa? Giết nhiều vậy? Vô đấy là ngoài. Kể dàng khi vô trả Alpha ra điểm ED Waypoint 2 đi. Vô đấy là đi ô ra ngoài á. Giọng em vọng lại nè. Hello. Mày không muốn nghe giọng y. Giọng rồi. Trung Nguyễn ngồi yên nha. Okay. Chà lục cơm. Nhìn cái headphone á. Headphone. Đó, nó mà nó giọng lại. Alo. Đó mình nghe, mình phải không? Mình à. Không. Alo. Mày mà. Mày nghe mà, mày nghe giọng mày mà. Đấy. Alo. Dù bị giảm á, mày đâu có xài lại. Alo. 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 Mình hả? Nét được cái khiên của mình. Bù tăng in namo. Này có đỡ được đạn không? Bù. Hết khiên của mình ra. Để mi lấy khẩu. Má cái này 3 phút trong này chắc cũng phải 6 phút ngoài đời. Chậm cái gì nè. Tiền bắn nha. Thử. Ủa chắc cũng 3 phút thôi. Được. Hả? Kéo 15, 3 phút ngoài giờ mình chắc còn đọc hơn mấy cái chuyện. Bà Linh nè. Còn chỗ lần trước chưa rút cái nón cơ hình bên lì nữa. Nào luôn á, mọi nó quên luôn. Vi có hình nha, Vi có hình nha. Rồi chết. Rồi xong. Hôm trước đi sâu. Đâu, nhưng mà đi đến cuối là cái nón cũ của anh nè. Tan rồi. Trời, mình nghe mấy Du nói hết. Vậy, Du gì? Vậy, ta đâu có gì. Rồi làm gì? Quá đít Du. Trời, bữa nghe là bỏ cái nón đó đi. Siêu nó tới nè. Rồi chắc chắn là lại ngồi. Mon ơi, Mon ơi, xuống. Xuống đi nó sai rồi. Rồi, ok nó. Sao đang đi đi ngoài mà. Ờ, lên xe. Chạy qua luôn đi chứ. Chạy lên đầu, đang cầm đi. Đem lên xe. Nega cho Yankee đi qua. Má ta kết lộn xe dưới đường thế. Ta lên xe đi. Vậy là gì vậy nè? Đúng rồi, trong đây ta nào xe dưới đường. Du sẽ lead đàn convoy đi tới điểm Platoon RV1 nữa. Hương nghĩ sao vừa thấy chưa? Rồi, hô nó nha Yankee. Hello, sẽ đi hả sơ? Rip. Ừ, đợi xíu. Ha. Rip, Du thấy khẩu súng lục M1911A1 hiện tại này không? Giờ chạy đi click, chạy trước đi. Du thấy khẩu này không? Mày mới rửa sạc phòng á. Nó bóng vải trưởng á. Shut the fuck up! Đua không? Du tin Du ăn miếng chiếc ly vô đầu không? Du giết mì là Du ăn set đấy. Du là dàn kỳ hồn. Nếu Nghe. Xin mì nghe tiếng như vụ xe quá lưng. Yeah. Đi sau lưng mình, cây sau lưng luôn. Trời quá. Đi kiểu dàn kỳ hồn như nghe Du hô già. Đồ má, nghe con đời lộn đi. Rồi dàn kỳ hồn bật được rồi quạch. Sorry officer. Vô đi Yankee. Oh my god. Stand by. Bớt càng. Oh. Má, Yankee báo quá.
Sorry sorry, mấy thằng lồn alpha nó ồn ào quá, mình nghe không được. Hả? À, alpha đi xuống xe. Tất cả tại alpha. Dạ, tại alpha. Tất cả tại gì đó. Đừng có đổ tại alpha nha. Yankee không ra mà, xong đừng đổ. Không mẹ gì đủ má, mày ngồi sau lưng tao mày nói. Ây, sao vui đúng quá mày. Mày hỏi nó nói lớn lắm đúng không? Cái Rama sẽ kẻ to lên. Không mới. Bravo 6. What? What? Who say that? Thầy kia. Tôi nguyện, tôi nguyện. Rồi, Giang Kỳ kia tiếp đi, Giang Kỳ. Suck my dick, Charlie. Rồi. What? Alpha, Bravo, Charlie, Solid nghe đây. Suck my dick, Charlie. Suck what? Suck what? Suck my dick, dude. Charlie nghe. Bravo, copy. Alpha nghe không, Alpha? Anh phải copy. Ok. Ok luôn. Bây giờ tới điểm là Platoon RV1 á. What the fuck? Mùi chạy xe kiểu. Alpha, you see this mount. You đi bộ lên điểm Alpha Overwatch. Rồi cả you ngồi trên đó you báo cho mình biết là you thấy được gì trên cái điểm Alpha Overwatch, ok? Copy sir. Rồi, Yankee, you thả đám Alpha ở Platoon RV1 xong, you chạy lên Yankee quay phần 1 cho mình. What the hell? Rồi, anh tài. Ây, bùi yêu dương sợ. Đang trước chạy nó ổn nha. Ờ, trước rồi. Rồi, con tắt con luôn rồi nha. Đây mà, tiên đôi tiên đuôi Sky mới nhả mình đó. Mà thằng gặp gì sợ. Mày con xe này fake mod đấy. Rồi, Alpha lên trên đi kia. Rồi, stand by Yankee. Yankee, stand by, Yankee, stand by. Yankee, stand by, stand by. Bravo, fuck. Đúng không? Sức mà đứt chân lên. Cái xe này. Hai đứa Thằng này có hơi thi. Bravo, tôi xin. Lên một tí đi. Sẽ. Bravo, sẽ dismount, sẽ. Để con người nhớ nhé, mình khi dismount. Sẽ vãi nha. Có mấy quả thì ai tí trên này này. Ok. Siêu Yankee. Bắt đầu quẹo phải đi xuống khu vực thành phố Hương Yên. Copy. Đi hướng East về thành phố nè. Sức mày cóc Charlie.
Rồi Charlie dịu dàng hay ngang người nha, đừng tấn công ở sổ tư trong cái compound đó nha Charlie. Yankee được siêu có bắn chiếc thang không? Bắn đi. Chiếc chiêu thôi. Mày không muốn chiêu trong này lắm, mày chỉ bị nó đổ cái là mình đi. Anh pha được siêu không? Trong này chiêu không nổi. Hướng X của Yankee có một cái bức tường nhiều lính phía sau lắm, đề nghị là cái bên cái tháp á, đề nghị là bắn pháo vào đó để cho sập bức tường chết. Good copy. You heard that, Yankee bắn sập cái tháp tường. Yeah, yes sir, yes sir. Okay, Charlie thì tiếp tục du đẩy về cái sector 1 nha. Yes. Charlie đẩy về hướng East Shore Compound đi. Đi tới. Ủa, xong rồi. Hình như get out là chui cái đầu ra ngoài đúng không? Đâu, get out nhảy ra luôn á, đừng... Nghe. Turn out kìa. Để lên sát vào tường compound đó, thả cho Bravo dismount nha. Để chuẩn bị tất tường mình dismount nha. Để chăng tất là vào nha. Vô bên trong không thấy gì hết. Charlie 2, siêu. Không, mình lạnh thôi. Quán đi của mình đã đâu? Xe này vô á. What the fuck? Để xe của chung mà, phải dơ chứ. Cái ship lên xe đúng chưa? Xe bị lý xếp. À, đi tay. Có khỏe không? Hay chạy thẳng không sao ạ? Ta có một... Bravo ra. Bức tượng chưa ạ? Yankee. Chưa. Chưa mình. Rồi Bravo thì sao tập đẩy về hướng nội ít nha Bravo. Đi sao. Get the fuck out. David nội ít. Nó hết. Ta hát nè, Giờ tao phải tiếp tục qua cái tường nội ít đi. Có sợ mắc rồi. Đừng coi cái xe qua đây mà. Qua kìa. Chúng mà có địch. Cái mẹ nó chạy đi. Rồi gần up Bravo với Charlie gần up chuẩn bị đẩy vào cặp phạm nè. Đừng đứng lên nha đi. Ờ dạ. lại cái ngã tư du quẹo hướng nốt á, du chạy lên hướng trên, du cover cái hướng sector 2 giùm mình. Bắn chất phải lên. Mà literally cầm cái khiên đứng trước mặt của nó. Du cắt ngang một cái là cái đồng á, kế bên tường mình nè, song tôi bị hết cover sector 2. Nani? Ủa Nani, sao có thằng chỗ này vậy? Thằng sang rồi. Trời ơi, vô kia cái tóc phát không? Đây. Ghê nha. Đi ra ngoài. Đi ra vô đạp không? Đó rồi. Có lâu nằm đây, cắt đao đó hả? Permission clear get up. Một mẹ lên. Giờ đạn bắn thì dù muốn sao vậy? Chúng mày tám. Rồi cho lên. Nó bắn ác lắm. Để cho bọn mày lên cái tháp kia kìa. Ok, mình xanh lên tới tháp đi. Đi mình là sao? Crossing. Yeah. Oh. Mày đó một cái ý kiến hay. Từ tháp có địch nha. Rep ở on you. Ok. Mày đang gần Arendelle nha. Arendelle. Mình đi vô mình ơi. Damn good. Rồi, chưa được giác lý sắp. Vậy là dù có định hướng direct ít kia. Lối tôm. Tower clear. Thêm đỏ. Thêm xanh ở trên thấy gì không? Có cover khá là tốt. Vào cái zone này. Và sau ít kia dù có định rất là nhiều luôn á.
Thấy mọi thứ rồi, bọn nó không thấy mày. Alpha copy. Dù nghe tiếng súng không? Tiếng chào. Medic cứu Mark. Suck it down and kill it. Alina, vừa chạy qua xong chạy lại à? À, Medic xuống cứu người đi, tên đỏ ở tại hát đi. À, rep về luôn rồi, rep ơi, vui rồi là một mình vui chết không ai nên ho cứu đó. This is good the food. Rất là nhiều intel về cái những cái mà bọn nó sản xuất xong thì bọn nó sẽ đưa hàng đi đâu á. Mình có thể dựa vào đó để tìm xem là thằng nếu mà thằng Anipilo không có ở đây thì mình có thể tìm xem là dựa vào đó là thằng Anipilo đang ở đâu. Ok ok, đặt sau vô. Ờ, sang đi Tosio, mi đi đợi lại. Cái chứ đứa này. Phải. Con tác ở đâu vậy con này? Không bị bắn cái số mà nó không bị. Chiều vậy kìa. Đứng ra, đứng ra. Vô đứng đó vô thấy hướng về cái sector 2 là có gì không? Thấy có mấy cái xe tải trong đó. Mình muốn đẩy lên căn hộ lắm rồi. I blow that shit up. Sao? Negative bị block rồi. Rồi, phải lock được rồi. Đi, vô chạy dọc xuống chứ đường hướng ít á. Đó là vô quẹo xuống hướng sau vậy. Đi rồi, cái gì bắn kìa. Giờ kỳ bắn, giờ kỳ bắn. Cứ đi tới nhà đó, cứ đi nhà. Dạ. Nếu mà vô quách của Tumi có vị trí tốt hơn so với vô quách 2 thì Mi hậu ở đây nha. Bên phải có vô đường vô nha. Có đường ở đây nè. Dành kia vô chuẩn bị chưa thấy vào bộ bên trong. Thì mình nữa. À đi ra và chút CEO, tụi mình thấy Caleb down ở trên lầu nha. Mắt yêu. Oh shit. Very nice call, Kate. Oh, trên này. Contact sao? Cái hướng của dàn kia đang bắn. Chiều đào, và you có medic không? Bên Mi có 2 medic. Có bị medic giết người qua bên chung quá. Có bị sao? Ở đây chứ dàn kia. Về marker hướng, vô hướng xa, hướng xa, bị chung bị chạy ra nè. Repeat sir. Chưa thấy marker của mày không? Yaki lên. Yaki lên. Yaki lên. Đi đi, đi nhà luôn. Đi nhà, lên nhà nha. Ở trong nhà nó bắn gì cách 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 gì. Người đau, người đau. Dân kia đau, dân kia đau. Trời ơi. Nhân kỳ mất xác rồi. Ủa thấy rồi nhà thằng không đạn Alpha kìa. Nguyên vô đầu, không nói nhiều. Đá. Mày không có túi đâu. Đá. Gì vậy? Vô đến trước mày vậy. Ôi sao đấy. Đứng lên bắn, đứng lên bắn. Đừng có quy xuống, đừng có quy xuống. Hãy chết đi cho đi ơi. Chết đi. Vậy và chết. Chết đi. Let's go. Cái lồng má mi bị thằng bắn gì? Này đấy ơi. Đừng ra, đừng ra. Lát đi. À, đi xem một phim stabilize myself. Ở đây mi bắn cho em không? Ê, như sao rồi, các cam mà sao? Mi mới cái đầu nó nè. Trời đấy. Mình hơi bị đau không? Là... còn tìm Mi rep hay rank chắc không? Ờ, Mi rep nha. Liên cái nhà này, chỗ này đâu rồi? Cái nhà này. Ở cái nhà... Southwest 232. Mon, mon, mon. Ủa hả? Dạ. Đây, rồi. Em sang đi sang nha.
Con băng, 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 băng. Bên ơi, trong nhà, bên ơi. Cửa sổ, cửa sổ. Đây, bắt đầu quá. Đâu rồi. Rồi đi tiếp luôn, Mẹ dọn hết nhà đây. Charlie, mình chưa đâu rồi. Charlie, bọn mi đẩy vào kho và tìm thấy ma túy. Bây giờ nè, bảo vệ cho ngay đây, you clear xong hết luôn rồi, lát hơn mình sẽ phá sau. Bây giờ cứ tập trung clear đi, bảo đảm an toàn cho khu vực rồi mình sẽ gửi người vô mình phá khu vực đó. UAV kìa, có UAV kìa. Tập trung clear khu vực đó. Copy sir. Trên nè. Chết mẹ thấy. Ê, có mình trong này nè. Ai đặt vậy? Sure, Bravo. Bravo. Bravo vô gửi medic qua bên Yankee cứu chung cả. Bravo, copy. Rồi, NASA đi sang Yankee cứu người. Đang đợi Valin ạ. Phốc. Trong cái nhà nếu như thấy có tiền nha. Có, 12. Có quả bom trong đó. Cho này. Ai đặt kìa? Cho này á. Nè. Ờ, nó nghe. Giang kia đang đâu vậy? Mắc cờ, nhìn mắc cờ. Giang kia bên đây, ngay cái cửa thọc vào lúc nãy. À, hợp lý lắm. Xíu nữa bắn GL vô tem kia rồi. Vô cho ly. Cái tiền này là phải nhất cái bài lên xong rồi mới lấy được. Sợ hiểu. Thì có UAV trong cái thùng kia kìa bố. Có không UAV trong cái thùng. UAV. Send traffic. Yeah. UAV trong thùng á. Đâu. Kế súng cuối cùng á. Không thấy hả? Sang đi Tuxio. Cái đó sao? Xài đó đi discount. Send traffic. Sang đi có việc cần nói với CEO riêng. Send back coming. You good, Nasa? Me good. Copy. Mình good. Copy. Mine good. Copy. That good. Copy. Hi, what you doing? Mình hay chọn tiền nào. Tại tìm ra con chuyện mình trả lý đúng không? Gì mình đang kịp bắt đạn mà. Mình hay hai cục tiền dưới đất nha. Tiền đi đâu hết hả? Ốp, you xin CEO lấy UAV được hả? Charlie good. À, mình nghĩ không có UAV nào ở trên trời đâu. Không, UAV mình lấy á. HQ nhắc lại là trong cái xưởng sản xuất này của nó khả năng cao là sẽ có rất nhiều những cái đơn hàng mà trong nó vận chuyển đi á. Một khu Intel của UAV nó. UAV lấy được hả? Cái Intel thì báo lại nha. À, cái bản UAV thôi, chết rồi. Chỉ không có UAV. Rồi toàn bộ unit nghe đây là cứ tiếp tục về nhà nha. Fuck you doing? Chiếu kìa. Yeah. À, tem đó, đi kia lên nhà đi. Mà không biết ngồi nhà đâu nha. Nhân kỳ nè, chỗ nhân kỳ. Bảo là mình có thấy một lồng tài liệu chưa? Cấp đi. Hồi nãy trên nhà cũng có cái lớp đó. Ồ, team advice. Đúng rồi. Trong khu công bằng có mìn nha, mọi người đi hết sức cẩn thận nha. Có mìn nha. Chỗ này. Don't worry, I got your man detector. Nhắc lẹ. What the fuck? Mày thùng nhiều dữ vậy? Nhiều thùng quá gì? Mày nghe tiếng sét sao quét nhỉ? Nổi. Quá nhiều đồ để loot. Loot.
có mình ở đây, có mình ở đây, có mình ở đây. Có mình trong nhà này. Có mẹ. Ừ. À, trên này đặt á. Có người đặt á. Bị bắt đặt như là. What the hell you chú này. Tên mi mi. Còn cái nhà con này nè. Ngày sau mấy xe tải nè. Bị hết mày rồi. Nói. Cũng mất tiền khác quá trời. Shield Bravo với Charlie tiếp tục clear cái khu vực sector 2. UAV. Rồi đặt mình UAV. Khi đặt mình xong rồi báo cho mày biết, đừng cho nó liền nha. Nó liền ra cứ khô á. Trên này ơi. À cái thùng đó, cái thùng nó lừa lắm. Chịu đọc đi hết rồi. Đây đây. Ở cái nhà hung quét đó dùng có đặt mình chưa? Đằng trên có không? Đằng trên Intel không? Có cái. Ok. Không rồi. Hai cha đó đủ thật nhà. Ủa? Bravo tiền nhiều công mình kéo cái dây kìa. Có đi. Có chịu đưa rồi. Quậy quá, quậy quá. Có vẻ như clear hết rồi đó. Sếp rồi. Cả sếp này nè. Không cần đâu, không cần đâu. Tí nữa rip phim nữa, tốt cho em nha. Thì rip phim nó tốt cho mình nha. Ủa, mày thấy cho nó nhiều mà sao lấy có cục vậy? Lấy cục đủ dùng rồi. Lấy đi. Nhà. Lấy con cục đủ xài cả đời. Có hốt được đâu. Hốt. Rồi, 360 rồi. Hốt. Đã đi tới phát. Oh, có xe tới à, xe tới. Mày thấy xe rồi nè, xe tải hướng west. Nó chạy vô đường mình đi tới lúc này á. À không phải tiền bên này. What the fuck mình? Từ từ. Trời ơi. Bảo đi. Cái này hả? Bravo tôi xíu. Bravo tôi xíu. Extend traffic. Không may tiền máy Intel. Các tiền chú ý ở phía nó có hai cái tòa nhà. Có hai cái building. Break, tập trung xe tải lên mi liền luôn. Có hai chiếc xe tải chở địch tới nè. Xe cũng đi banh rồi bạn ơi. Oh, you need to be advised, khói đỏ mất vị trí của địch ạ. Nè, mấy thử mấy view cách xem, cách đọc Intel là sau khi pick up ấy, ấn mở lên, xong ấn control window là nhìn được Intel, thấy không? À, vì biết mà. Vì để mọi người... Tốt nhất là có phương này, you báo ra CO đi, báo CO vào đây để CO giải quyết, còn lại you giữ nguyên hiện trường á. Không cần coi gì. Tốt nhất là you cứ báo cho CO, CO quyết định. Vì báo rồi đó. Báo qua CO. Còn mấy cái máy Intel nha. Copy hậu rồi, mấy bà ta dùng rồi. Không có copy. Không, mà lấy được. Cắt ca đâu rồi, cắt. Lấy được một cái rồi, nó bớt ra nhiều. 50kg to location 2. Location 1. Cái gì vậy chứ? Một lần à, ở location 1. Vô đạp á. Tỷ ra. 2.000 tấn. Ôi, teo còn gì đâu không, vô ba. Lại, vô bật bắp đây đó. Đây, vô thấy có một cái building chứa thuốc phiện mà ở phía nó ít á, chưa được đặt mình nè. Vô đó ba. Anh ba có bị cái bàn lên sao? Bí đầu nó có độ chứ. Kéo người xuống tháp đi. Đây có Intel clear Overwatch 2 vô clear chưa? Còn Intel nè. Tụi mình đã clear rồi. Đóng. Để SEO đâu. Vô đập sao không biết. Có bị sao? Mà đâu có đầu đâu. Cây. À vô chung người xuống vị trí của mình nè. Copy. Medical của coming. Sao dưới này nó có độ
Hai đồ thấy lượm một đống intel rồi. What the fuck? À, thấy lượm một đống rồi. Đọc rồi. Mấy như không đọc là không tìm ra vị trí thằng Enivelo đâu. 2000 tấn ở lục cái chỗ, cái chỗ này. Nhưng mà nó mới làm cái gì chứ? Khi nói rồi. Cho hỏi cái thằng kia là khỏi phải lần nữa là không vô bắn cái đầu vô kia, vô cái đầu vô kia. Vô đâu alpha, alpha vô tụi đâu vậy? Tụi mi đang regroup và ở cái compound bên trong này. Mi kêu regroup mi. Mi kêu clear phải một mà kêu qua hai chứ vậy? Tụi mi đã clear rồi sao? Nhưng mà mi đâu có vô kêu qua vô hai đâu, mi cần vô bên phía một mà. Không có tuổi thơ. Nó Intel toàn nói về mà cái số lượng cân nặng đơn hàng đưa qua mấy cái vị trí khác nhau á. À, sao để coi Intel nhỉ? Mở map lane control window. Hay là do mi phi full đồ rồi. À mi vẫn muốn lái con UAV về gì? Không biết số tiền nào mà mua được cái khẩu súng mi đang cầm này. Khẩu súng này là vô giá. Mi góc với một người được lấy bản. Dù muốn mua bản thật hay là bản red 11. Cái này mà cái này không thể nào có bị lép luôn, không thể nào bắt chước được. Nó siêu hồi sao á? Nó siêu là gì? Ba trăm mười. Cần mi đem Intel lên chỗ siêu. Charlie to siêu. Xem bài Charlie. Squad lead của mi bị lạc nó mất rồi. Mi sẽ bị mất luôn rồi. Squad lead của Yu đang chụp với mi nè. Squad lead của bọn mi đang ở chỗ Yu á. Bên này có lead rồi, sao mới thấy không thấy ai? Nghe cha nói. Siêu ơi. Dùng mi tiết khi như Yu luôn rồi. Ủa sao tên kia đi hết rồi. Không. Chị anh lead đi thôi chứ mi hồi nãy mi thấy có mấy team ở trong nhà kìa. Chiêu đi, mấy du căng quá vậy. Chiêu đi, trời mấy tiết chiêu như du nha. Cái chỗ location số 3, đơn hàng là mấy cái hàng. Tế, mình lấy khẩu 10 giờ 15 rồi. Thử. Ui, không bị nhé. Ủa, không. Bắn cái nữa. Thử. Cái nữa là mình đi. Chết con mẹ. Mình mò hỏi kiếm tiền tiền là quan trọng hả? Chứ con mẹ. Ây giời ơi. Ôi trời. Ta mình muốn lái cầu vui về kinh. Ta vô tô xìa. Xìa là nói chuyện gì mà Thái Nguyên bày trên bản đồ. Chơi tử rồi. Sao tên xuống lục. Ủa sao? All unit PS5 là mi đã tìm được thêm một con rat trong team đó là nhắc chuyển 5 triệu cho người. Sự tử gì mà bắn xuống lục rồi đó. Sự tử. Biết không? Con sư tử đâu? Sự tử. Sự tử. Ít chơi mới tìm được con rat là dắt cái Yuri spot bên người trên tôi. Yuri đây, Yuri cái làm dịch. Đúng rồi. Mi thấy Starling mới bắn mát nha. Anh kêu. Tí riffin cho anh nói mà anh top top xíu nha. Thôi hết rát rồi. Thì Vachucio hình như Mon đang bị lạc hay gì, hay là Mon đang lục cái gì bên nhà vậy? Mình sẽ cần nó. Thật ra nhớ cũng kèm Mon cầm với kia rồi bắn cái đầu. Thôi được cái đầu, cái hào bên này. Giặc chắc respawn thành người bình thường ở nhà, thì lục rát rồi đó. Lục hết đóng intel trên trận á. Là mình chỉ biết là cái location tree nó có cái đơn hàng mà nó nặng đô nhất. Còn lại là dây dở ương 10kg mà. Cái gì? Không có gì không? Đợi CEO tới mình sẽ đưa intel đó. Kiểu 2 à, nãy giờ làm được 3 cục tiền rồi. Đủ chi chi. Bắt vô đồ CEO. Cái này mới chi tiền rồi. Mấy lần không có được. Chị mê cái này. Mình đi chào bắt cục. Cái gì mà 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 cái
Ủa thủ tiêu hả? Vậy là cái tiền của cho nị nãy mon quăng qua bóp phút rồi. Đừng bóp phút làm gì, bóp phút có biết xài tiền đâu. Giờ chỗ này chơi game mà sói nè mấy đứa. Về nói tốt tốt. Chơi game mà sói. À, em chơi game mà sói không kìa. Cho đây là mà sói đó, giết nó đi. Có thằng nào ra đâu? Không. Thằng nào ra đi. Team này nãy giờ là quá. Đi với châu cả mũi luôn á. Đứa này đi team. Ai biết đâu, tưởng chúng muốn giải quyết liền luôn để cho tụi nó chơi cho đàng hoàng. Ai ra? Nói đi. Đó là mày mày đi với mày bị suốt rồi. Dắt vô mấy cái nhà mày người bắn rồi luôn. Có lời muốn nói không? Đó là sao? Đi với mọi người suốt mà. Nhưng mà đó là sao? Để cho người vô trong cái khu Alpha 2 á, khu lộng Center 2 á, trong Bravo á, đi kiếm Intel rồi thằng đi âm thôi đi rồi lát hồi chơi mà sói sao? Sao mình chơi Bravo kiếm được Intel sao? Rồi khi kiếm Intel về vị trí của thằng LG upload rồi mình chơi mà sói sao? Giờ giải quyết xong rách nè. What the hell? Thật sự mình đã có Intel về hàng LDR Blow. Có cái session 3 chỗ nhà thờ đó. Mình thấy chỗ đó quan trọng rồi. Yeah, lúc tiếp tên. Ủa, từ người ta đi qua kia hết trơn rồi. Ừ. Dạ, anh ta chứ. Nói Intel đưa cho CEO cho này. Mình hết cái chỗ đó. Mình cứ báo lại đi, coi làm được cái gì nè. Ê, mấy cái xe Humvee mới vui để đâu vậy? West đi về chỗ Yankee Waypoint 1 thấy à. Ok. Vô rồi. Có lộ CEO. Ê, xe này xịn xò phết này. Có Intel sao? Trên này kìa. Trên này. Trên này. Mà sao gì được con tại sao? Trên này là đồ đắt rồi. Sao? Sau khi... Ai luôn kìa. Thì sau khi mi lục hết nguyên cái phòng đó, Intel mi chỉ có được là trong cái số location từ 1, 2, 3 á, là mi thấy cái location số 3 là nó có cái số hàng mà nó nhiều nhất, chứ nặng nhất. Còn lại location 1, 2 thì chỉ có 50 kg. Đâu, 2 là 200 kg, 3 là 200 kg, 3 là toàn kiểu 1000 tấn. Mà là mày đã biết chảnh cái gì luôn. Không biết cái hàng gì trong đó, chắc là quả nút. Mày biết thằng El Diablo nào ở trên đó đâu chứ. Hả, mày thấy dấu chân tàn hình. What the fuck? Cái số đó là địa điểm. À, bên này có 7. Location 3 là có 1.000 ký. Có 1.000 tấn, 2.000 tấn. Có 1.000 tấn cũng có. Còn... Ê, có miền, khoan, có miền. À, miền team mới đặt á. Có cái hiệu y tế khác nhau. What the fuck? Team du clear rồi hả? Clear rồi. Clear rồi. Trời, tụi mi hút quá trời đi luôn mà. Ủa, nói gì trời? Trong nhà bộ mi đặt á, mà mi đặt á. Bộ mi lì á, ăn ra. Bộ mình đặt. Bây giờ việc của mình. Nếu trên này ra thì trên này kích nổ lâu rồi. Bây giờ mình bóng được. Bây giờ nè, nhiệm vụ của mình là đi tìm tài liệu. Giờ mình chưa hiểu vụ này là gì. Lại từng nhà cho kỹ đi. Charlie tôi phát hiện là bên Charlie Engineer đã đặt mình các nơi. Tài tiên. Charlie Tuxio, nếu mà dù không nghe rõ thì bên bọn mi đã đặt mìn ở mấy cái chỗ ma túy nhá. Phòng này clear rồi, phòng này clear rồi. Alpha Tuxio, Caleb đang làm gì thì lấy cái gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nó nảy một quả nổ đây. Ok. Cái đó không lụm được. Ok. Sao rồi? Chắc rồi. Rồi, chúng ta tìm được Intel thêm nữa không? À, để kéo cái xe đi nổi. Tí riêng phiền nha, anh nói mạnh tốt nha. Ok, mọt má này tốt quá. À, trên lầu ấy, sao muốn đi con? Just you do it. Đúng vậy. Trên này. Ấy, đừng we have a lot of shit. Đừng đừng di chuyển. Đừng phá thì nha. Cái lô khai phần. Đừng kéo. Ai để chung vậy? What the fuck? Ai vừa làm mày? Thôi. Bắt cóc người mới ta, bắt cóc game rồi. Để còn lại mình xem tiếp chưa?
Bắt không rồi. Mì đây. Mon bắt không mì nha. Dạ mì hay. Giải cứu mì đi. Không. Mon đi mì đi. Không ai biết đúng không? Đúng vậy. Hãy xuống đi vào này. Một tí. Tìm chỗ đẹp đẹp. Từ mon đi chứ. Hả? Đợi tí, Mimi carry you luôn, không biết có sao thật. Giành nhau. Gọi luôn. Oh my fucking god. Rồi sao ông Minh lỡ luôn hả? Ông Minh không đi được luôn. Mommy không phát hiện được đó, nhưng mà Mommy phát hiện được thêm một engineer mua bằng. Copy sẽ bởi mày đang lục intel trên đây. Hiểu đi, bỏ ra. Rồi, hiểu đi, mấy chết rồi. Rồi. Rồi, cho anh đi kéo rồi. What the fuck? Lên nè, đeo. Rồi, buông bắn dữ vậy. What the hell? Có chuột hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Xuống. Ủa ai cái gì vậy? Vì mới bắn. Rát kìa bắn. Bắn hết chân. Đứng lại mau. Bắn hết chân nha. Cái tim. Giết xong thằng đi về lô rồi tính. Cái gì vậy? Break. Đừng nhìn nữa. Stop. HQ bị advice là có rất là nhiều intel nói về việc là định nó giữ hàng ở trong location 3 trên bản đồ á. Thì sao leo? Mấy yêu thử tìm xem là bọn nó có ghi location 3 là tòa đồ nào á. Nó sợ đúng rồi, mấy chục cái lần rồi lúc tìm thông tin nhớ được không biết rồi. Đây. Mày đi đâu vậy? Tụi CEO thấy Stalin đi lòng vòng mình á. Tem đi gấp. CEO copy. Johnny ơi. Alpha to CEO. Gì nha. Zack đã biến mất rồi nha. Hết vui vậy. Đi gấp đi rồi, tạm biệt, tập trung lại chỗ mình nè. Tập trung lại chỗ CEO. CEO. Ghost fire hả? À, đi theo CEO nè. Bên này. Mình nghĩ là trong tim mình có dáng đẹp á mình. Đi gấp. Rồi, Spalik hiện tại là bây giờ mình sẽ đi clear bên sector 3 để mình phá hết toàn bộ thuốc ma túy bên đó. Nè đi. Sector 3 mình sẽ cho nổ sector 2. Nên là sau khi mình clear out hết sector 2 rồi mình sẽ cho nổ. Charlie có đậu nghe, mới biết gì đâu. Charlie đâu rồi? Mấy du cài bom xong không xét ngồi là sao? Nhìn chung cũng một engineer nào mua bằng mà mới phát hiện được đấy. What the fuck? Boom. Ok, và tại mỗi tiên nhiên của sector 3 nè, hướng đó là hướng North East, hướng North. Anh ấy có đạn. Đã lên, let's go. Ngồi vô rồi, gặp nổ liền luôn. Ok, đây. Yu đang úp mặt dưới đất ấy, ra đây mình bảo. Mua bằng tham. Yu nhìn. Mình sẽ clear sector 3. Đếp diện cái súng nó có scope. Đi kìa. Đếp súng nó có scope kìa, nó không có. What the fuck? Mày là Glock mà. Rồi luôn. Bravo nãy team vô là team đặt thuốc nổ nhiều không? Ủa? Thằng nào mới chạy ở nhà vậy? Ủa? Thằng nào mới chạy ở nhà vậy? Đừng có phá nữa. Đi qua xét là bao nhiêu? Ủa cái nhà đó hình như có người kia sao? Liên nhà. Mẹ giang cái này. Mọi người đẩy, đếp. Anh Lý á. Không. Anh Lý trong nhà này. Team hết. Bắn đi, gặp người này bắn nha. Cái gì vậy trên này? Chịu quá. Gì này sai. Ờ, tao khiến đi trước. Go. Khiến đi trước. Khiến thịt. Ủa ông này. What the fuck?
What the fuck? Dù phải té hả mọi người? Ủa sao mọi người đang đánh chơi? Medic, medic. Yankee nghe. Cho lọc cái đầu ra đấy. Yankee nghe. Cũng mát rồi, chạy lại. Tự thử cha đang nói. Hồi nãy Yankee cán chết Jack đúng không? Không, không, không. Và số 10. Người duy nhất mà mình có thể cản là Yui với Stalin. Rồi bớt nói chuyện Thái Chính, Thái Chính về phục vụ mục đích gì nè. Rồi click home nè. Ok. Bây giờ mình sẽ lấy xe mình tấn công vào 3 điểm, Oil Storage, Oil Terminal với lại Magnolia Sum. Nhưng mà trước khi mình qua 3 điểm đó mình sẽ tập trung ở một điểm Platoon Regroup. Rồi, SWAT nào chuẩn bị xong hết rồi thì bắt đầu di chuyển về Platoon Regroup 1 đi. Sau khi mình ra khỏi compound này á, mình sẽ cho nổ cái khu vực này. Qua đi mà xe, có sao? Có cái đầu đi tìm mới nhìn xe. Qua gì xe? Có sao? Ê, hơi xa luôn. Ôi trời, mới chóng mặt quá. Mình đi xe đi bộ. Ờ, hỏi xe ơi. Tao vô, tao vô xe. Tôi vô tôi xìa. Xem. Có giờ để xem sao. Ờ, có xe của Yankee Game đem lên đó. Ủa, một phim rất nhiều hết. Ờ, Yankee thu các team làm mi để xe ở chỗ Overwatch nha. Hả? À, Overwatch. Vậy giờ để xe nè. Ờ, Yankee thu xíu. Vậy giờ cho mi xu một cái xe của đối phương nữa không? Tại vì mi xe rồi. Đâu đi bộ, chúng mình đi. Thì em không có đi xe địch, thì đi xe địch. Còn gì? Xe mình nó Overwatch hả? Overwatch là chuyện nào? Du bớt nhiều chuyện lại với thành viên trong team đi. Vì đang cần Du giải quyết team của Du. Copy sao? Anh Phạm này cũng có nhiều vấn đề. Vậy là bây giờ tụi mi sẽ về. Ai còn rác trong xin nữa mà. Có sao? Về xe Yankee nổ rồi ba. Này ra vô trời. Đi về đi xe thông bi lên rồi. Sao? Ủa sai đâu ta? Bộ phong hay quá trời, clear nhà. Không bị xe đem lên đồ bánh xe mình để sao bánh lên luôn mà. Đẩy cũng đẩy. Yankee gì đấy, đẩy lên à. Hóa đi theo Yankee làm Mechanic Combat cũng chơi luôn. Lè dữ chưa? Dữ quá chưa, chưa. Ra ngoài lấy mấy cái hông chương này. Ok, to CO2O engineer này bắt đầu cho nổ trong cam bào đi. Ôi, để thôi. Cho nó. Đang mà. Bùm 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 đây. Cho nó đi cho này ơi. Chưa 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 chứ. Anh đi mua bằng không cho đi. Ở trong compound là anh đi chưa. Cho đi ơi. Cho nó. Có cái tàu kìa. Gì? Có cái tàu kìa. Trời. Siêu tế HQ. Có tàu kìa. Có cái tàu kìa. HQ biết tay là khu vực base reservoir của địch nổ rồi nha. Biết đâu. Kiểm tra. HQ copy. Không. Cho nãy quá lên xe. À, HQ ta phải kiểm tra. Thì nghĩ là you không, did not. Ông lấy xe chạy ra luôn, cơ tim luôn. Ra đi, lên xe. Lấy xe. Để xem xe rồi, xe bên phải. Ủa, lộn chiếc, lộn chiếc. Ủa, lộn chiếc, lộn chiếc. Để cơ xe này có mấy. Xe bên đây có phải xe chở chở lờ đâu. Nó xe. Xe mình đâu có đi xe chở lờ đâu. Ủa? Team mình đi xe này mà. Đó chưa? Ừ, xe lót xe chờ lỡ mà. Đúng rồi. Chờ tàu đúng rồi. Let's go. Đúng rồi, chỉ nói cái tàu. Anh Pha Tu Sio. Mình có bóng cái team trong đó là quá lập công lớn luôn. Nguyên cái team rồi đó. What the fuck you doing? Tàu đi lái được. Lái được không? Lái được không? Mình nghĩ là lái được. Không, quay đầu, quay đầu, quay đầu. Để xe đâu người ta kiếm đéo ra kìa. Overwatch nè. Overwatch 12. Ờ chứa Overwatch 12.
phần ngay cái cổng đi ra luôn. Đã, mà siêu thì SQU gấp xe bằng rút cho nó lên đi chiều. Rút lên mày quá. Chết chết chết. Lên xe nhanh lên. Thằng Bravo làm gì chạy đi ngoài chạy gì. Để bẻ xe chỗ nào để cho nó đi xong lái tùm lum xong đéo báo. Tàu lao quá. Đã nói là chúng em Overwatch 2 mà. Xe mình ở đây nè, xong ai báo gì. Ủa vậy là mình bắt được EOD alo chưa? Chưa. Anh này, nhảy tới và tôi đi giúp một á. À biết gì ông nói. À gì chứ. Má bủ quá. Sao nữa vậy? 3 điểm nữa. Quá vậy. Trái trái trái. Alo. Trời má, đi xin. Trời ơi, mà sau khi mình tập trung xe lại rồi mình chỉ chuyển tới Magnolia xong nha. Ê, đứng lại để mày quan hệ cái xe. What the fuck? Ê, vô nhà thờ, chúng ta đi cầu nguyện. Ai quan hệ? Xì xa. Ai đâu quan hệ? Ờ, chết xì xa. Ai đâu quan hệ? Gọi máu luôn. Xịt máu rồi. Chết rồi, không biết quan hệ. Chúng ta đi, ai đâu quan hệ kìa. Bảo phút lại quan hệ. Cho bố quan hệ mình luôn. Dừng xe cho nha. Dừng xe. Ủa, lên xe nào vậy chị không? Từ từ mình hỏi. Vì vô Dũng lên xe nào, vô lên. Nào có, không có đủ chỗ. Đâu vô tôi xe không? Thì mình lút. Xe traffic for xe. Ờ, chạy đó mình lút. Đâu vô chạy tới chỗ và tôi đi rút một phương sao. Chạy cho mình tụi mình sẽ bay để mình tập trung người thôi mình chỉ biết mà hơi yeah, dù sao mà dù sẽ tập trung được group một thì problem cướp đi chạy dù quả đạn á rồi chạy cái này bước đi đạn ra bắt phô chạy cho này lấy cái ống nhỏ chống đẹp chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi chạy chạy đi chạy đi chạy đi chạy fuck you man chạy đâu là tôi đi group một kìa trước mặt kìa rồi không họ đường đi để hỏi đường vô nhà ngồi ngủ tí nghỉ vô nhà ngồi từ tập vô nhà kia tập vô nhà ngồi bravo đi nhanh chưa một cái này chứa được nhiều lắm cái gì vậy cái ba lô trên xe này chứa được à cái Alex thì phải nói nữa ba lô Alex to lắm. Cái ba lô của mi nhìn nó khác mi dù không 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 đó giờ ba lô dù khác phải liên luôn á giờ đâu không khác ba lô dù là ba lô Nga đấy chạy tới platoon recruitment chỗ alpha đang bravo đang đứng rồi bây giờ mọi người sẽ chú ý đây spotlight nghe nè alpha bravo Charlie mình sẽ tấn công vô Magnolia sâm đó là chỗ tập trung thuốc phiện nhiều nhất thì HQ có báo được là chỗ đó maybe là chỗ thằng bị chỗ thằng El Diablo luôn. Thì khu vực này nó là A với lại đồi khá là nhiều nên là khi mình tới cái ngã ba có chữ L team sẽ dismount xuống đó rồi mình sẽ di chuyển chính bằng đường bộ Alpha với Bravo Alpha sẽ đi bên trái của khu vực hướng west rồi của cái khu mặt nó là xem đó hướng west đó chu flank cho mi qua hướng west rồi Bravo với Charlie tụi mi sẽ lên trên cái đồi 13 đội 15 này tụi mình đẩy xuống dưới. Con không mất tiêu rồi ta. Mình sẽ đặt waypoint cho mấy dù. Ồ mình bắn thẳng tới Alpha Way 1 rồi mình đánh vô. Rồi Alpha chạy trước đi Alpha, chạy tới điểm L đi. Lấy xe. Rồi đây. Rồi đây. Nằm bên em trong chiếc xe tăng. Gì xấu mà xe đi đấy phải xe tăng nữa có chừng có chừng tất cả nha, tới điểm L, điểm Smile á, tất cả xuống xe hết. Đi từ điểm A1 cho tới A2 nha. Ok. Copy nha, Salim. Ok, Salim. Ok. Ok.
Ok, Stalin. Có mày, có mày Stalin. Có mày Stalin. Có mày Stalin. Nó tự muốn thèm ăn, say quá. Mày đi smell nha. Ok Stalin, ok Stalin. Ok Stalin, ok. What the? Ok Stalin, ok Stalin. Rồi nha, blue team dẫn đi về hướng A1 đi. Okay, đây, một team có weapon đấy. Lát hồi ra mà tao đè đầu tao cho đi tao chửi đi nha. Nha. Tao lên mới lần đầu clip nha. Hôn hồn không chó mà im nha nghe chưa? Đây đây đây. Rồi rồi quyền clip đi. Hai lần này. Ok, sắp đi di chuyển đằng trước đằng team xanh đằng sau nhá. Nè, thò tay vô người mới lấy. Thò tay vô. Team đỏ sẽ đẩy lên. Ủa đây phốc phốc. Có rồi, chờ một chút để Aaron. Phốc bay đi lòng đường, phốc bay đi qua Bravo Weapon 2 phốc bay. Team xanh di chuyển trước nào. Go 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 go. Rồi Charlie di chuyển kìa Charlie. Qua sau này. Bay qua. Hey. Qua sau, qua sau. Tên chỉ có cái cầu mà. Chỗ này nữa. Chỗ này có cạn nên nó đi qua được luôn. Ơ mắc. Mắc. Yolo. Rồi. Mình sẽ vô tại mình quyết định vô đi squad nào được nghe mà đi trong khu khổ squad thôi. Chờ chắc là vô là mình vô mình đánh bằng nhau luôn. Copy copy. Mình sẽ clear. Bên phải. Trời luôn. Bắn gì á? Bắn cái gì á? Nó bắn khẩu bộ bộ sình. Đâu anh nó cầm em quên cơ gần bắn hả? Tiếp tục tới ông bay bon hai đi. Nhìn như Springfield đúng không? Thì bộ sình mà. Đấy, nhìn như có bộ ta hả? Bắt. À không phải. Đây. Bravo chỉ mở cái đội tiếp theo nổi. Cấp đi sơn. Chiếm đội nè, nó đít nè. Điều Alpha U đẩy tiếp tục nốt đi. Phúc nào bắn, phúc nào. Mì bắn, phúc bắn và trước mặt mì. Phúc nào kia, phúc xuống đi. Charlie shift về hướng nốt chút xíu Charlie ơi. Shift vào hướng nốt. Ủa phúc rồi. See you Charlie. Đừng nó quét kìa bắn lẽ. Ủa, phút rồi, phút rồi. Sang ly nha. Charlie dầu qua hướng nói, chứ Charlie ơi, dầu qua hướng nói, sao bây giờ tiếp. Sang ly đang di chuyển rồi. Cả. Sao bây giờ, Bravo dùng, Bravo dùng hướng quét. Bravo cho CEO, Bravo lead nào. Tức sao bây giờ dùng người qua hướng quét đi rồi cho Medic cứu. Để cơ vào cho Alpha đẩy lên. Charlie, cho đây nhé. Còn, gì nghe tới gì đẩy con không quét à. Ừ, rồi cho rồi Medic cứu. Tiêu đạp á. Rồi. Mình ơi. Chịu thấy có cái trắng giữa đường không? Khói trắng giữa đường ra. Khi mà khói bắt đầu dậy lên á, vô bắt đầu cho người đẩy lên hướng nốt. Có bị sao? Đẩy qua Alpha Waypoint 2 xong rồi qua Alpha Waypoint 2. Nó phúc an đạo mày cháy á. Mày đang bắn có phúc bằng và trước mặt mày luôn. CEO đa pha mày cũng di chuyển thì đừng có bắn, đừng ngồi không bắn sao phải. Để cho team khác bắn. Ủa, tìm đỡ sao không? Rồi, Bravo Charlie bắn nhiều lên cover cho phải di chuyển hả? Ủa, sao? Charlie hết xong, đau rồi. Rồi, bên trên. Ồ, chết rồi. Tôi sắp bị Bravo, dù control squad của dù bắn chính xác hả? Sắp bị ra. CEO từ Charlie dù vàng ngang người ra đứng chung một cover được nhiều hơn hả? Sao ghen thôi? Dù cho người dù tách ra chút xíu, vàng ngang ra. Em
đèn đỏ đâu vậy? Cho đây là bò đồng quest. Mì hay. Ê, mấy vô đang ở đâu á? Ê. Ờ, bọn mi đang ở cái mỏ đá nào á? Ở chưa, siêu luôn á. Có bê bê phân 2 thì phải không? Có đi. Bắn chính xác nha. Xếp được hình hàng ngang á. Cân. Có đi, có đi. Bắn đi tem. À, mì không thấy ai. Mình bị bắn, mình bị bắn. Đi lâu đi. Ê, chỗ này hơi bị bên chấp nha. Nó cho quả lưu đạn chết cả đám. Đưa hình hả nghe. Mang đi, mang đi, mi heal cho, mang đi, mi heal cho. Ok, 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 thank you guys. Tao muốn mất tiền nhé. Ok. Giờ tao cắt. Cắt giờ tao cắt. You good, you good, you good rồi. Ok, thank you. Bắn đi, bắn đi. Mày không thấy đến. This is Alpha. This is Alpha Medic. We are now we only one left. We location at Alpha Waypoint 2. Anyone để cứ copy Alpha vô đây đi. Copy that. Bọn đau, bọn đau. Bọn đau rồi. Again? À, copy. Để mình kết. Đáp rồi, vô đâu rồi? Mình đang ở trên đầu, trên đầu đây nè. Ngày sau vô. Không, mình là đạn cáo. Đạn cáo không có mắt nữa. Good. We good, we good. Okay. Alpha, we are on the way, sir. CO to Bravo. This is Bravo. Bravo, you chung vào vị trí của mình nè. Đi từ Bravo Waypoint 2 qua Alpha Waypoint 2 á. Charlie to CO. Set.
Bọn mi phía trước bọn mi có vẻ ổn rồi, bọn mi đẩy lên nhá. Ồ, mình nằm đây. Khoan, stand by. Charlie, you rút ngược về vị trí của Bravo á. Mình đổi vị trí chút xíu. Baby. Medic cứu xong. Thế, Medic cứu xong, Medic lại ngồi ngủ luôn. Chạy qua waypoint 2 đi, cho này. Bravo, waypoint 2, you rút về waypoint 2 đi. Rút về vị trí west á, rút về west nè, mình đổ hướng west, mình tấn công. Đi theo trên này kìa. Check cover cho team. Team xanh là một cái hào, là 2-3 cái hào dọc về hướng north đi. Mon đi nè, Mon ơi. Rồi cho người qua phút rồi. Rồi qua đi. Mon. Ôi, nhầm con sơn. Check, check cover đấy. Ví dụ đâu vậy? Cứ chạy qua quét đi. Quét. Ok, copy. Đây, để mày đào cho. Anh Phan Tuxio. Tôi Phan giúp cứu mình rồi. Bây giờ tụi mình tiếp tục đẩy qua A3. A3 qua, đúng rồi, qua A3 đi. A3 xuống A4 luôn. Copy sir. Charlie, Yuho góc nội ít với lại góc nốt cho mình nha. Yuho góc mình ngồi đây mày. Sorry, copy. Sao còn mấy quả sơ mốc kia? Địch ném với mình ném ấy. Chắc là mình. Abo đang có người down. Sơ. Cứu người xong chạy qua hướng quét nè. Nên sao? Rồi chạy đây. Đây đây. Mình chạy qua mình. Kìa sao hướng lắm kìa. Lắp hướng lắm. Chạy hướng quét nè Minh ơi. Mình đi quét. Đứng. Bên đây nè. Nè sao? Vô nhìn hướng quét á, 27 á. Bravo Charlie, sắp cho dòng hướng north cho mi đi. Bravo Charlie, sắp cho north. Bravo, suppressing fire, suppressing fire. Charlie, suppressing fire cho north. Suppress. Ơ, mon ơi, chết đi, vô ăn đạo bây giờ đó mon. Vô đứng là vô. Bắn hay bắn. Như thấy trong mình vừa pha đó, coi nó vô tiêu mà pha đó. Đó cái khi mà đạn AC 130 bắn vừa tới sau. Lùi xuống bên này, lùi xuống bên này. Kiên tiện vậy. Ở đây. Kiên tắc này còn nha. Coi đó có sẵn xuống đầu hào đi kìa. Anh Phan Tuxio. Đó, con sẽ không đến. Con sẽ không đến. Hồ. Hold đó. Kill Charlie. Má hư rồi. Thôi không cần vui nữa đâu. Hết thời. Rồi. Hết thời rồi. Xe nổ rồi. Dạng ngang ra đội hình. Mình móc IT cho bắn mình đây. Có, một chiếc đó. Mình móc IT cho mình đây. Vô từ Charlie. Bắn gì đó. Charlie nghe sao? Bắt Charlie, vô double time, vô chạy từ Charlie, từ Bravo Waypoint 2 á, vô dọc qua mi nè, xong chồng xuống Waypoint 3. What the fuck? Copy. Bắn cái gì vậy? What the fuck? Bắn cái gì vậy? Tôi làm được gì không biết. What? Ủa? User left your channel. Rồi luôn. Đi nhanh lên cho mày ơi, đi từ Bravo Waypoint 2 đó, đi xuống với Alpha Waypoint 3. Dịch được hướng rồi, đi về hướng South West rồi. Rồi. Oh my god, copy sir. Rồi luôn. Cho đi lên lên lên. Tôi mấy đứa lên mấy đứa. Cái này lên quát đây kìa. Đây sir. Bất tử rồi. Rồi làm gì đây? Ngồi hậu lại. What?
À, Charlie chạy cắt ngang nằm xuống luôn. Đi chơi Charlie đi, đầu miếng video cho bắn. Bắn Charlie đi, tại nó chạy qua đầu mình. Ok, Charlie you sao từ Charlie you Alpha 1.3 đó Charlie. You đẩy thẳng hướng East luôn. User left your channel. Hạ copy Charlie. Nó đẹp. Sao nó bắn mình như hồi vậy? Nữa đã bị chửi thôi. Bà push push push. Lên 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 lên. Ủa, ông ấy cứu mà. Trên đây vô lỏa push tới rồi. Push. Dạ ngang ra mấy nổi. Alpha to CEO. Xem. Từ từ bot đó vô chạy kìa. Sao bị vô đẩy thẳng vào trong cái hướng. Demo ok, tới đó là reset rồi. Mà bị LDS. Bạn tiếp tục play compound đi. Giữ cái sẽ kia khu vực mà. Này nó chết nó rồi. Món ơi, từ từ món ơi. Tao không có nhớ. Có tạo kìa, có tạo. Hay đây, món đau, món đau. Chết nó, chết nó, chết nó, chết nó. Kìa món ơi, chết nó, chết nó, chết nó. Đẩy vô. Rồi luôn, nát người luôn rồi. Hơn bùi đau với thêm môn đau. Bọn chưa đau, bọn còn sống, bọn sống thở lắm. Bọn còn sống mà. Ủa Tony đâu rồi? Đây nè. Trong đây trong nhà. Này nè, mốt. Mốt. Mình đào. Mình đào. Bà điền, một video rồi. Còn sao mà đợi có dù. Tiếp. Còn ai bên này kia? Bếp. Oh, you need to be advised, watch your fire. Những nhà có team đang di chuyển vị trí hướng east luôn á. Mình phô ra lại đám thôi, nó hướng nào west. Còn lên bên đây. Chúc đang bắn đích. Rồi, nhanh lên bên đây. Rồi, con, đi thẳng đi thẳng. Đó là trước mặt, có thể đúng không? Rồi, oh, you need to be advised, đừng bắn nét nhà có team trong close proximity, đừng bắn nét, đừng bắn nét. Đây. Đường quan nét. Đường quan nét đó, đường quan nét đó. Tàu kia sơ, tàu kia. Oh, quay lại. Hướng ít mấy nhà hướng ít gì vậy? Phải xí phai. Không có ai đang bò tôi kìa, là chết. Đi vào đâu? Chúng ta nghĩ là lên tàu bay chống thoát thôi. Được quá. Bò đi vào chết rồi. Rồi. Siêu tàu phải. Rồi nằm lõm luôn rồi, ai sợ tử rồi. Hả? Tự nằm đấy ai mà biết không chết. Ok. Mày đích của mày. Chết rồi. Ai bị thương thì tên sai chết rồi. Siêu tử. This is HQ. HQ bị vậy là đã hàng điều chết rồi. À, bên nhiều ok. Cú này sai nè, tội này sai quá. Thằng VIP đâu? Mày hả? Kìa, dưới chân rồi. Ok, CEO to all units, you gửi engineer đặt mình trên cái thùng thuốc viện này đi. Trời ơi, để mi cú này sai cho. Bravo, đang tiếc là bọn mi hết, bọn mi xin bó rồi. Còn,
Không biết nữa, thằng nào bắn vô á. Thằng nào bắn vô á. Alpha còn Min nha. Min bắn vô như sao? Ông hình như Min bắn vô á. Min bắn vô như sao? Vô không được chết. Vô không có lấy. Ờ rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Làm gì đây mà? Thả copy Alpha. Có cần cứu nó không sợ? User joined your channel. Vô đây Alpha. Alpha copy. Alpha cho người đi đặt thuốc nổ mới có chuyện nghe Alpha. Mi đang cho mắt đặt mà. Vô copy. Không trả lời hắn nói, vô không trả lời sao biết. Chân đi, chân đi, chân đi. Ủa, Mi có nói hả? Chết, đi học luôn, chết. Nghe chất liền. Đâu lên cái tàu này á, nó có hạt nhân á. Vậy má. Thế là cái nào có gì má? Có được có được rác không nè? Nó chiếu bom trong nó đó. Có gì vậy? Có khi nào có được rác không? Gì rác chết. Được rác kiểu giết mấy ông này. Vin ơi, Vin ơi. Thủ tiêu. Vin ơi. Giác khai là Mon đưa tiền cho Giác. Vậy cực. Tin mi đi. Tin mi đi. Ê, xe bay bên đây cho thuốc nổ. Cột thằng Jack vào trong quả mìn này. Cột thằng Jack. Tắt ra, tắt ra, tắt ra, tắt ra, tắt ra. Xuống cầu. Ê, Jack cột mìn. Tú, 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 quay lại, quay lại, quay lại. Cột Jack ở đây này. Ở đây có C4 này, ở đây có C4 này. Xe hô làm gì vậy? Chỉ là một cọc tiền thôi mà, làm sao mà lấy. Ok, solid, chạy ngay cho chuẩn bị cho nổ thuốc nổ này. Kích tực chưa ạ? Cho nổ thuốc nổ luôn đi. Cho nổ thuốc nổ luôn đi. Đây đây đây. Để giơ tay đầu hàng. Chuẩn bị cho nổ. Tiếp, à, mọi người để cho mi, Đúng á, mày mọi người phải nghe mi Aslan chứ nè. Ê, đúng má. Tại sao mà một cọc tiền? Tại sao mà một cọc tiền lại chứng minh là mi là đát đúng không? Tại sao mà một cọc tiền lại chứng minh là đát đúng không? Đúng. Chừng nào mi kêu rồi hãy nổ. Đẹp chí cục rồi. Tại mến còn cục là đỡ ta. User left your channel. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel.